thượng đế và tôn giáo khi nói tới đồng tính luyến ái tôn giáo là một chủ đề gây ra nhiều sự bực tức thay vì những minh giải trí tuệ hơn bất kỳ chủ đề nào khác chẳng hạn những người thuộc nhiều tín ngưỡng khác nhau có vẻ cảm thấy chắc chắn là tình trạng đồng tính đi ngược lại những giáo điều của tôn giáo họ thế nhưng họ thường không có sự cởi mở để thẳng thắn tranh luận về một quan điểm ngược lại điều này có thể khiến những người đồng tính cảm thấy rất khốn khổ nhất là những người có niềm tin tôn giáo mãnh liệt. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi tôi thường nghe rằng những người đồng tính rất khổ sở trong việc tìm cách đương đầu với việc xung đột giữa định hướng giới tính và tôn giáo của họ. Và tôi cũng nghe những người dị tính sùng đạo đối mặt với thách thức của việc hòa giải những niềm tin của họ với tình yêu họ dành cho một người đồng tính. Có lẽ những thông tin trong chương này sẽ giúp đỡ cho những người ở cả hai phía của lần phân cách này có sự am hiểu thấu đáo hơn về một đề tài mà rất có thể gây ra nhiều sự tranh cãi và thảo luận trong những năm sắp tới. Ở nhà thơ, một sư của tôi nói rằng đồng tính luyến ái là tội lỗi, có đúng như vậy không? Nhiều tôn giáo và nhiều người mộ đạo tin rằng đồng tính luyến ái là tội lỗi. Nhưng người ta có tất cả các kiểu quan điểm về chủ đề này. Trong tất cả các tín ngưỡng, đều có những lãnh tụ tôn giáo không nghĩ đồng tính luyến ái là tội, rằng việc quan hệ tình dục với người đồng tính dù nam hay nữ là tội lỗi hoặc xấu xa. Một vài tôn giáo dạy rằng Đồng tính chính là một tội lỗi Tôn giáo của bạn cũng có thể nói rằng Thủ dâm, tình dục trước hôn nhân Và kiểm soát sinh đẻ Cũng là tội lỗi nốt Vậy bạn có đồng ý không? Một vài người sẽ chọn cách làm ngơ Những lời lẽ mà tôn giáo họ nói về Điều gì nếu đó là một điều họ muốn làm Nhưng sẽ bên phực tôn giáo của mình Nếu nó nói lên cái mà họ cảm thấy khó chịu Như đồng tính luyến ái chẳng hạn Rốt cuộc Mặc dù tôn giáo có thể cung cấp sự hướng dẫn Về việc chúng ta nên sống đời mình ra sao. Mỗi chúng ta phải quyết định cái gì là đúng hoặc sai đối với bản thân mình. Tôi thích những lời của vị giám mục đã về hư, John Sebae về chủ đề này. Khi được hỏi theo ý của Ngài, Thượng Đế có coi đồng tính liên ái là tội lỗi không? Ngài đáp. Những cuộc nghiên cứu đương đại đang phán mở những sự thật mới mẻ, vốn tạo ra niềm tin xác tính rằng, ngày càng chắc chắn là đồng tính liên ái, chẳng những không phải là sự bệnh hoạn, tội lỗi, truy lạc hay một hành vi trái tự nhiên trái lại là một hình thái giới tính lành mạnh tự nhiên và được chấp nhận của con người được thể hiện ra với một số cá thể thành kiến của chúng ta cự tuyệt những người hoặc những gì nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta nhưng đấng thượng đế sáng tạo đã phán ta nhìn xem mọi sự ta đã tạo ra và thấy chúng tốt lành sáng thế ký chương 1 câu 31 từ thiên chúa trong đạo công giáo muốn nói rằng chúng ta được yêu thương được trân trọng được cứu chuộc và được coi là quý giá bất luận là thế gian đầy thành kiến nhìn chúng ta như thế nào thượng đế có yêu thương người đồng tính không không phải tất cả mọi người đều tin có thượng đế nhưng nếu có một đấng thượng đế tôi thích nghĩ rằng đó là một đấng thượng đế đầy tình yêu thương và người yêu thương tất cả các tạo vật của người những tôn giáo khác nhau nói gì về người đồng tính sau đây là một tổng quan rất vắn tắt về các quan điểm chính thức của những tôn giáo lớn ở hoa kỳ về chủ đề đồng tính luyến ái. Nhớ rằng, bất kể những quan điểm được phát biểu chính thức ra sao, thường có sự bất đồng rất mạnh mẽ giữa các giáo phái, giáo đoàn khác nhau, những lãnh tụ tôn giáo và các thành viên khác nhau trong giáo đoàn khi đụng chạm đến những quan điểm về đồng tính luyến ái. Giáo hội Tân giáo cho người đồng tính công khai tham gia vào giáo đoàn và không coi đồng tính luyến ái là tội lỗi. Lần đầu tiên, họ phong chức giám mục cho người đồng tính công khai ở Hoa Kỳ là vào năm 2003, vốn là một sự kiện gây ra nhiều tranh cãi lúc đó giáo hội Luther chào đón người đồng tính công khai và cho phép người đồng tính nam hay nữ phụng sự trong hàng giáo phẩm nếu họ còn độc thân. Giáo hội trưởng lão đón nhận người đồng tính công khai dù nam hay nữ. Mặc dù vậy những người đồng tính lộ liễu hăng say về tình dục không được phụng sự trong hàng giáo phẩm. Giáo hội công giáo La Mã cho phép người đồng tính công khai gia nhập nhưng gọi đồng tính luyến ái là trái đạo đức là tội lỗi nếu thực hành chuyện đó. Giáo hội Baptist chính thức cho người đồng tính công khai gia nhập Mặc dù có đồng tính luyến ái là tội, nhưng tín đồ Baptist ở Hoa Kỳ và tín đồ Baptist Nam Phương có những quan điểm khác nhau và mỗi giáo hội tự lập ra các giới luật riêng của họ. Hội Giám lý Liên Hiệp cho phép người đồng tính lộ tham gia và không chính thức coi đồng tính luyến ái là tội. Giáo phái Mormon, giáo hội thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu không cho đồng tính luyến ái gia nhập. Coi đồng tính luyến ái là tội và khuyên người đồng tính luyến ái giữ gìn sự trong sạch đạo hồi không cho người đồng tính công khai tham gia coi đồng tính luyên ái là một trong những tội lỗi xấu xa nhất và kêu gọi họ thay đổi đạo do thái chính thống cũng tin rằng đồng tính luyên ái là điều ghê tởm nhưng các phong trào bảo thủ và cải cách của do thái giáo thì đón nhận người đồng tính và giáo đoàn của họ vào năm 2006 người do thái giáo thuộc phong trào bảo thủ và cải cách đã liên kết với nhau trong việc quyết định phong chức giáo sĩ cho người đồng tính và cho phép các giáo sĩ cử hành những nghi lễ đính ước và kết hôn đồng tính, đạo Phật công khai hoan nghênh người đồng tính, phòng chức họ và không coi đồng tính liên ái là tội. Liên giáo đoàn nhất thể phổ độ, hoan nghênh người đồng tính nam và nữ, tiếp nhận tất cả các vai trò trong giáo hội và hội ái hữu toàn cầu của những giáo hội cộng đồng đã được đặc biệt thành lập để đón nhận những người đồng tính nam và nữ, người song tính và người chuyển giới. Chẳng phải kinh thánh dạy rằng đồng tính liên ái là sai trái đó sao? Kinh Thánh không bàn về định hướng giới tính như chúng ta nghĩ ngày nay. Mặc dù thỉnh thoảng nó có nói đến hành vi tình dục, chẳng hạn bộ thánh luật trong sách Lê Phi nghiêm cấm những hành vi tình dục giữa đàn ông với nhau. Kinh Thánh không nói gì về tình dục giữa đàn bà. Như Peter Gomez, một mục sư giáo hội Baptist Hoa Kỳ và giáo sư môn luân lý cơ đốc tại Đại học Harvard đã lưu ý trong một bài xã luận của thời báo New York. Bộ luật cũng có ăn thịt sống, gieo hai loại hạt khác nhau trên cùng một cánh đồng và mặc áo quần dệt dạ từ hai loại sợi khác nhau. Xăm mình, ngoại tình và quan hệ tình dục trong thời kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ cũng bị nghiêm cấm. Trong khi nhiều người tiếp tục lấy cảm hứng từ kinh thánh, hầu hết đã bác bỏ những điều luật và tục lệ lỗi thời ghi chép trong kinh thánh lần đầu cách đây nhiều thế kỷ. Và cũng như người công giáo đã chối bỏ những giáo điều trong kinh thánh như là lý do biện hộ cho chế độ nô lệ. Tôi nghĩ rằng tất cả người công giáo rốt cuộc sẽ từ bỏ những giáo điều của kinh thánh về đồng tính luyến ái như một cái cớ để lên án người đồng tính nam và nữ và từ chối cho họ những quyền lợi công bằng các vị lãnh tụ tôn giáo cũng không từng nói những điều tốt về người đồng tính hay sao có và qua nhiều năm nhiều vị lãnh tụ tôn giáo đã thách thức những luật lệ và giáo điều chính thức bài xích người đồng tính trong các tôn giáo của họ một vài lãnh tụ tôn giáo đã âm thầm tác động đến giáo phái của họ để làm thay đổi những điều luật bài đồng tính và những người khác thì có những lời tuyên bố và kháng nghị công khai một số vị lãnh tụ tôn giáo còn đóng những vai trò tích cực trong nỗ lực tranh đấu vì dân quyền cho người đồng tính từ khi nó bắt đầu vào những năm 1950. Gần đây hơn, vài vị mục sư đã đến New York năm 2004 để biểu thị sự ủng hộ hôn nhân đồng giới. Họ làm như vậy bằng cách cử hành lễ thành hôn cho 25 cặp đôi đồng tính nam và nữ. Những cuộc hôn nhân ấy rốt cuộc đã không được chính quyền New York thừa nhận. Nhưng hành động ấy của các vị là một lời tuyên bố mạnh mẽ ủng hộ các quyền công dân và hôn nhân của người đồng tính. Chúa Giêsu đã nói gì về đồng tính luyến ái? Không gì cả. Bất chấp nhiều điều một số lãnh tụ cơ đốc giáo đã nói chống lại người đồng tính, không điều nào trong số chúng từng được cho là đã được Chúa Giêsu nói. Người đồng tính có thể hết đồng tính nhờ cầu nguyện không? Không. Người đồng tính không thể hết đồng tính nhờ cầu nguyện. Ý tưởng đó cũng phi thực tế, hệt như khi nghĩ rằng người dị tính có thể trở thành đồng tính nhờ cầu nguyện vậy. Vậy mà nhiều bậc cha mẹ đã khuyến khích con họ cầu nguyện để được chữa lành đó chính xác là điều Mary Rinfield, người từng có những niềm tin của một tín đồ cơ đốc chính thống, đã khuyến khích đứa con trai vị thành niên bị đồng tính của chị, Bobby. Mary nói rằng, lúc bấy giờ, chúng tôi đã hy vọng Chúa sẽ chữa cho nó hết bị đồng tính. Theo như lời Chúa phán, như chúng tôi đã được dẫn dắt để hiểu, Bobby phải ăn năn sám hối, hoặc sẽ bị Chúa đầy vào hỏa ngục và chịu hình phạt suốt đời. Tôi đã chấp nhận một cách mù quáng cái ý niệm rằng bản tính của Chúa là đe dọa và gây đau khổ cho chúng tôi. Vì vậy Bobby đã cầu nguyện trong nỗi lo sợ rằng nó sẽ bị Chúa trừng phạt cái tội đồng tính của mình, nó viết trong nhật ký của nó. Lạy Chúa, vì sao người làm điều này với con? Con sẽ phải xuống hỏa ngục hay sao? Đó là những câu hỏi luôn luôn làm nhức nhối tâm trí con. Xin đừng ném con vào hỏa ngục. Con thật sự không xấu xa đến mức mà phải không Chúa? Con muốn mình tốt lành. Con muốn con khác đi. Con cần con giấu phê chuẩn của người. Nếu con có điều đó, con sẽ rất hạnh phúc. Cuộc sống thật là tàn nhẫn và bất công. Một năm rưỡi sau một nhật ký này vẫn không ngừng bị dày vò bởi mặc cảm tội lỗi và tuyệt vọng bởi những lời cầu nguyện không được hồi đáp bobby đã tự tử trong một lá thư gửi những người trẻ đồng tính được in trên một tờ báo ở san francisco mẹ của bobby đã viết tôi tin chắc rằng mặc dù bây giờ tôi đã không tin rằng cái chết của bobby con trai tôi là kết quả cuối cùng của sự ác cảm với người đồng tính và sự ngu dốt ngự trị trong hầu hết các nhà thờ tinh lành và công giáo và vì lẽ đó là trong xã hội các trường công lập và gia đình của chúng tôi bobby không say rượu cũng không dùng ma túy tất cả chỉ vì chúng ta không bao giờ có thể chấp nhận nó như chính nó một người đồng tính giờ đây ngẫm lại tôi nhận ra thật ghê tởm biết chừng nào khi tiêm diễm vào lương tâm một đứa trẻ ngây thơ mật cảm tội lỗi sai lầm làm méo mó hình ảnh về cuộc sống thiên chúa và bản ngã của nó tước đoạt gần như tất cả các cảm thức về giá trị cá nhân trong nó Giả mà tôi đã nhìn nhận cuộc sống con trai tôi với một trái tim trong sáng Tôi hẳn đã thừa nhận nó như một đứa bé nhân hậu trong mắt thượng đế. Câu chuyện của Mary Rinfit và con trai cô đã được kể trong một quyển sách mang tên Prayers for Poppy, tạm dịch, những lời cầu nguyện cho Poppy. Có những nhà thờ dành riêng cho người đồng tính không? Có, hội ái hữu toàn cầu, có những giáo hội cộng đồng mà những thành viên chủ yếu là người đồng tính nam và nữ, có vài trăm giáo đoàn ở Hoa Kỳ và trên thế giới. Có những nơi thờ phụng khác đặc biệt dành cho những người đồng tính nam và nữ mộ đạo không? có chẳng hạn hầu hết các thành phố lớn có một giáo đường cho người đồng tính đối với do thái giáo ngoài ra có những tổ chức trên khắp nước dành riêng cho người đồng tính vốn là những tín đồ công giáo do thái giáo tân giáo lưu thơ giáo hồi giáo mormon giáo và bất kỳ giáo phái nào khác bạn có thể gọi tên xem chương chính tài liệu tham khảo nếu tôi là người đồng tính nam hoặc nữ và những tín điều tôn giáo của tôi dạy rằng tôi như thế là sai tôi có thể làm gì khác không nhiều năm qua nhiều người trẻ có già có đã viết cho tôi về những xung đột giữa niềm tin tôn giáo và cảm giác giới tính của họ. Thường khi những gì họ biết trong thâm tâm về bản chất của họ mâu thuẫn gay gắt với những giáo điều họ được dạy. Đây là một thách thức cá nhân vốn không có một câu trả lời duy nhất cho nó. Về phần Mark, người nghĩ rằng sẽ bị sa hỏa ngục và những gì mục sư của cậu nói trong nhà thờ. Sự xung đột cá nhân rất là ghê gớm. Cuối cùng, cậu đã đi đến sự thỏa hiệp giữa giới tính thật của mình và những gì nhà thờ đã dạy. Tôi đã bị nỗi lo lắng dày vào mỗi ngày Đó là khoảng thời gian 6 đến 9 tháng trong địa ngục Tôi không thở nổi Tôi nhớ mình trong nhà thờ mỗi chủ nhật Với tâm trạng cực kỳ căng thẳng Thế rồi một cái gì đó lóe lên trong tâm trí tôi Đó là ý nghĩ vào đại học Và lên kế hoạch cho cuộc sống trưởng thành của mình Đó là lời ước hẹn yêu đương Tôi bắt đầu tưởng tượng đến anh chàng Mà tôi sẽ phải lòng Chính sức mạnh của tình yêu ngoài kia Đã vượt thắng những cảm xúc tồi tệ Và rồi tôi đã đọc mọi thứ tôi tìm được Về người đồng tính Và tìm hiểu về những nhóm mộ đạo đồng tính và sự kiện rằng có những người đọc kinh thánh là những người đồng tính nam và nữ cũng rất mộ đạo điều đó đã có kết quả với tôi caroline moley cũng đã khổ sở với tình trạng giới tính mà cô từng tin rằng là tội lỗi nhưng khi là một sinh viên đại học cô đã nhận ra rằng giới tính của cô không phải là tội mà là một món quà của chúa tôi đã gặp caroline vài năm trước khi cô là trợ lý cố vấn tinh thần tại một giáo hội cộng đồng tôi hy vọng rằng những suy nghĩ của cô về chủ đề này sẽ giúp bạn suy nghĩ theo những chiều hướng mới mẻ về những điều bạn đã được dạy Và những điều bạn biết là thật Về bản thân hoặc về một người đồng tính mà bạn biết Theo tin rằng Một sư Martin Luther King Là người đã giúp cô an lòng chấp nhận hiện trạng của mình Cô tâm sự với tôi Lời cam kết không phục tùng những lời luật bất công Của cha King đã có một tác động sâu sắc Đến tư tưởng của tôi Tôi bắt đầu hoài nghi Những điều tôi được dạy phải làm Chúng có thật sự đúng đắn không Nếu tôi được một người có quyền thế dạy bảo cái gì là đúng Vậy thì nó sẽ đúng hay sao tôi bắt đầu nhận ra rằng cha mẹ có thể lái bạn đi nhầm đường. Những người thuyết giáo có trời mới biết có thể lái bạn đi nhầm đường đó. Nhưng vô thập toàn, tất cả họ đều có thể mắc sai lầm. Điều đó thật sự đã thay đổi cách nhìn của tôi về bản thân và thế giới. Và chắc chắn, nó đã giúp tôi đánh giá lại thông điệp về đồng tính luyến ái tôi đã nhận được từ nhà thờ. Nó bắt tôi kiểm tra kỹ lưỡng hơn những điều mà Kinh Thánh đã nói về điều đó. Sau khi đọc kỹ Kinh Thánh, Caroline đi đến kết luận sau. Chúa không cứu tôi khỏi hiện trạng giới tính của mình chúa cứu tôi khỏi mặc cảm tội lỗi và xấu hổ và ban cho tôi một cảm giác tự hào và lòng chính trực mà tôi thật sự cần giới tính của tôi là một tặng phẩm của chúa và giới tính của tất cả mọi người cũng vậy bất luận nó được định hướng như thế nào việc có thể yêu ai đó là một đặc ân tôi hoàn toàn tin chắc là như vậy trường học nền giáo dục và những gì bạn có thể học tại trường về đồng tính luyên ái và người đồng tính là trọng tâm của chương này Đáng buồn là có rất ít điều được dạy tại các trường tiểu học, cấp 2 và trung học về người đồng tính nam và nữ, lịch sử và các vấn đề liên quan đến người đồng tính. Nhưng có những ngoại lệ. Vài trường có những câu lạc bộ, thường được gọi là liên minh đồng dị tính, nơi những chủ đề đồng tính được thảo luận. Một số trường mời những vị khách đặc biệt đến nói chuyện về các vấn đề của người đồng tính nam và nữ. Một số trình chiếu những phim tài liệu có tính giáo dục. Để có một danh mục các phim tài liệu dễ tìm hãy truy cập website mạng giáo dục người đồng tính nam nữ và dị tính www.glsen.org Số khác có những bạn yết thị công cộng nơi đăng tải những câu chuyện thời sự về các vấn đề đồng tính. Một số thư viện trường có những quyển sách về chủ đề này. Có những giáo viên đưa các vấn đề đồng tính vào những bài giảng thường ngày của họ, thường là trong ngữ cảnh các lớp tiếng Anh, sức khỏe hoặc nghiên cứu xã hội. Anh có thể nêu thí dụ về một giáo viên Đưa các vấn đề đồng tính vào bài giảng của mình không? Chris Law đang dạy lịch sử Mỹ lớp 6 Và giáo dục công dân lớp 7 Tại một trường tư thục ở Maryland Khi lần đầu tôi gặp anh Anh thường đưa bao gồm các vấn đề Về người đồng tính nam và nữ trong bài giảng Mỗi khi thích hợp Anh nói Chúng tôi có một tiết học về phong trào dân quyền Và đó là lúc thích hợp nhất để bàn về một chủ đề đang thịnh hành Như là phong trào đấu tranh cho quyền lợi người đồng tính chẳng hạn Chris nói rằng Chủ đề này thường xuyên được đưa ra như một phần tự nhiên của những cuộc thảo luận trong lớp. Chẳng hạn là trong lớp 6 tôi đang dạy, tôi đã đặt vấn đề về cái cách ai đó dùng từ đồ nhặt quê. Tiếp theo thì chúng tôi đi qua nhiều từ có tính lăng mạ người ta hay sử dụng. Và bọn trẻ tự nhiên nói là từ gã đồng tính. Nó đưa đến một cuộc thảo luận dài 35 phút. Một lý do để Rich nghĩ các học sinh không khó chịu khi bàn luận về các vấn đề đồng tính trong lớp là anh thường tự mình thú nhận sự thật rằng anh có một ông bố đồng tính. Chris nói với tôi. Trên bức tường kế bàn làm việc của tôi, tôi trao một bức hình cha tôi và người tình của mấy. Chris còn đặt một tấm bảng yết thị trong lớp để đăng những một thời sự về các vấn đề đồng tính. Bọn trẻ phản ứng ra sao với chủ đề này khi nó được đưa ra trong lớp học? Tùy thuộc vào trường, lớp, độ tuổi của học sinh và thái độ của thầy cô phản ứng của học sinh sẽ khác nhau. Chúng có thể hiếu kỳ và háo hức tham gia bàn luận, lấy độ một cách lặng lẽ, bối rối, xấu hổ hay thậm chí tỏ thái độ căm ghét. Khi Erica phát biểu ý kiến trong lớp công dân của cô bé, đang khi thảo luận về chân quyền cho người đồng tính. Các bạn 12 tuổi cùng lớp với cô bé đã lắng nghe một cách lặng lẽ và lễ độ. Thật là không dễ để cô bé vượt qua nỗi sợ của mình, nhưng cô bé đã làm được. Việc biết rằng thầy giáo của mình, thầy Risler, có bố là người đồng tính đã giúp cô bé có đủ sự tự tin để nói lên những suy nghĩ của mình. Erica kể với tôi, "Em nói em nghĩ những điều mà hầu hết các bạn ấy nói là không đúng và họ nên tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề đó trước khi có ý kiến." phần lớn bọn trẻ con nghĩ rằng đồng tính là bệnh hoạn và đáng ghê tởm và người ta đồng tính là do sự lựa chọn em đã nói đồng tính không có gì sai cả rằng chú em là người đồng tính và chú ấy hoàn toàn tốt các bạn trong lớp em đồng ý với em rằng điều đó không có gì sai cả jack nam sinh của một trường trung học nhỏ bên ngoài thành phố portland bang oregon không thể tưởng tượng việc đứng lên phát biểu trước lớp nhất là sau một sự cố gần đây khi một học sinh bên vực người đồng tính trong một cuộc tranh luận ở lớp cậu nhớ lại bọn nhóc bắt đầu la hét rằng cậu ấy là một thằng đồng tính và cậu ấy có phần chùm lại và biện bạch rằng không phải cậu ấy thích người đồng tính hay cái gì đó nhưng vì chẳng có gì sai ở họ cả vậy mà nó vẫn không ngừng kêu la rằng chúa tạo ra adam và eva chứ không phải adam và steve chuyện đó đã có phần đi quá đà và tôi tự hỏi là thầy giáo có dừng chúng lại không nhưng ông ấy chỉ ngồi ở đó giờ không nói gì cả chắc cũng không nói gì vì cậu không muốn bất kỳ ai nghĩ mình đồng tính và sợ bị lôi kéo sự chú ý về mình mày biết là cô bé sẽ thu hút sự chú ý về phía mình khi đọc bài thuyết trình trong lớp anh văn của cô về đề tài người đồng tính. Sau năm lớp 9, khi người bạn gái cũ của cô phao tin rằng cô là người đồng tính, mày chuyển đến một trường trung học mới và trong vài tháng cô bắt đầu thổ lộ với mọi người rằng mình đồng tính. Đến năm lớp 12, ai nấy đều biết chuyện. Khi đã đến lúc quyết định đề tài cho bài thuyết trình, mày biết cô mong muốn làm điều gì đó khác biệt so với các bạn cùng lớp. Hầu hết, chọn nói về nào phát thai hoặc việc hạ thấp tuổi cho phép uống mi rượu Tôi muốn nói với mọi người về cảm giác của một người đồng tính là thế nào và tại sao hôn nhân cùng giới nên được hợp pháp hóa. Tuy vậy, cô đã cảm thấy lo lắng. Cho đến lúc này, chưa có ai từng nói điều gì tiêu cực trước mặt tôi, nhưng tôi sợ những tiếng cười khúc khích và những lời bàn tán xì xào. Tôi không biết mọi người sẽ phản ứng ra sao. Tôi mở đầu bằng câu hỏi là họ sẽ như thế nào nếu sống trong một thế giới nơi mà bạn không thể lấy người đàn ông hoặc người phụ nữ bạn yêu, bạn không thể tâm sự với cha mẹ về việc đã phải lòng ai đó. Rồi tôi nói, đó chính là cảm giác của tôi. Một người đồng tính Mọi người đang chú ý lắng nghe Và tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi Kể cả cô giáo của tôi Cô ấy đang nhìn xuống sắp giấy tờ của mình Thế rồi tôi nói từ đồng tính Cô ngước lên, nhìn thẳng vào tôi Tôi không nghĩ là cô chờ đợi một cái gì đó hoàn toàn khác biệt Khi tôi nói xong Thoạt đầu không khí có phần im lặng lại Hầu hết mọi người bị sốc Bởi việc tôi có đủ dũng khí nói về cái chuyện này Sau buổi học, nhiều người trong số họ nói rằng Tôi đã làm rất tốt Những phụ huynh phản ứng thế nào với việc con họ được dạy về những vấn đề đồng tính một vài phụ huynh hài lòng khi chủ đề này được dạy vì bản thân họ là người đồng tính hoặc vì họ có những người thân hoặc bạn bè đồng tính hoặc vì họ nghĩ rằng việc dạy sự hiểu rõ giá trị của những khác biệt giữa mọi người là một điều tốt mà nhà trường nên làm số khác không có ý kiến cụ thể về chuyện đó một số nghĩ nó không thích hợp hoặc sai trái và vẫn có một số khác cho rằng bất kỳ điều gì về người đồng tính mà một giáo viên chủ động nói ra cũng là lý do để sa thải ông hoặc bà ta vì sao một số bậc cha mẹ phản đối việc dạy học sinh về người đồng tính? Một số cha mẹ phản đối việc dạy con em họ về giới tính nói chung Hoặc họ có thể tin rằng Việc giáo dục giới tính nên được dạy ở nhà Hoặc trong thể chế tôn giáo Một số khác tin rằng bằng việc nói về đồng tính luyến ái Họ sẽ khuyến khích bọn học sinh trở thành đồng tính Tất nhiên là bạn không thể biến bất kỳ ai thành đồng tính Nhưng bằng việc dạy học sinh sự thật Thay vì những chuyện hoang đường tiêu cực Bạn có thể giúp chúng trở nên am hiểu hơn Cảm thông hơn Và thấy dễ chịu hơn với tình trạng giới tính của bản thân và của người khác. Một lý do khác mà một vài bậc cha mẹ phản đối việc dạy lũ trẻ về chủ đề này là họ có những niềm tin mãnh liệt, tiêu cực về đồng tính luyến ái và người đồng tính. Họ muốn truyền những niềm tin này cho con họ và không muốn chúng nghe bất kỳ quan điểm nào khác về chủ đề này, nhất là ở trường. Có những thầy cô giáo đồng tính không? Luôn luôn có những thầy cô giáo là người đồng tính, nhưng mãi đến những năm gần đây, hầu như tất cả giáo viên đều giữ bí mật định hướng giới tính của họ. Điều này đã bắt đầu thay đổi, nhất là tại các trường cao đẳng và đại học, và một vài trường trung học. Và giờ đây, đã có những tổ chức dành cho các thầy cô giáo đồng tính trong các thành phố lớn trên khắp đất nước. Nhưng khi đụng đến những trường cấp 2 và tiểu học, người ta ít thấy những thầy cô giáo công khai vì họ đồng tính hơn. Mặc dù điều này cũng đang bắt đầu thay đổi. Vì sao họ giữ bí mật chuyện đó? Các thầy cô giáo đồng tính giữ bí mật định hướng giới tính của họ vì một số lý do, quan trọng nhất, họ sợ bị mất việc và họ ngại những phản ứng tiêu cực từ các đồng nghiệp các nhà quản trị hoặc các bậc cha mẹ phản đối người đồng tính dạy học và vì tương đối ít thầy cô giáo lộ ra mình đồng tính những người công khai điều đó thường thấy họ ở vị thế của những người tiên phong thám hiểm một lãnh thổ mới không bao giờ là việc dễ dàng cả nhất là khi công việc của bạn có thể gặp nguy hiểm cách đây không nhiều năm cho lắm những thầy cô giáo bị phát giác ra bí mật đều bị sa thải và tước bằng dạy học giờ đây ở nhiều nơi đã có những điều luật bảo vệ người đồng tính nam và nữ khỏi bị sa thải chỉ vì họ đồng tính nhưng điều đó còn tùy thuộc vào pháp luật địa phương hoặc tiểu bang hoặc chính sách của nhà trường và ngay cả ở những nơi có luật pháp bảo vệ người đồng tính khỏi bị sa thải các giáo viên vẫn e ngại sự nghiệp của họ có thể bị tổn hại nếu ai ai cũng biết họ đồng tính nhất là nếu họ làm việc với các em nhỏ vì sao người ta phản đối người đồng tính làm thầy cô giáo một số người tin một cách lầm lạc rằng các thầy cô giáo đồng tính sẽ ảnh hưởng đến biến học sinh của họ thành đồng tính điều mà chúng tôi biết là không thể Số khác tin rằng người đồng tính tội lỗi và đồi bại Vì vậy họ nghĩ giáo viên đồng tính là những tấm gương xấu cho bọn trẻ Số khác nữa tin rằng người đồng tính rất có thể là những kẻ gà gẫm trẻ em Điều này không chỉ đúng Những cuộc nghiên cứu đã chứng minh Người đồng tính ít có khả năng dụ dỗ trẻ nhỏ hơn người dị tính Những người đàn ông dị tính có nhiều khả năng gạ gẫm trẻ em nhất Nếu tôi bị chọc ghẹo hoặc chửi rủa vì tôi đồng tính Hoặc vì ai đó nghĩ tôi đồng tính Liệu tôi có thể nói chuyện với ai ở trường Tôi hy vọng sẽ có một số y tá, cố vấn học đường, thầy cô giáo hoặc một vài người quản lý nhà trường để bạn có thể nói chuyện tại một số trường học có những người quản lý người cố vấn hoặc các giáo viên dán một cái nhãn vùng an toàn trước cửa văn phòng hay lớp học của họ để các học sinh đồng tính nam hoặc nữ hoặc những ai có thắc mắc về các vấn đề đồng tính sẽ biết họ được hoan nghênh nếu ở trường bạn không có một ai bạn nghĩ có thể nói chuyện cùng bạn và không thể nói ra với ba mẹ mình hãy liên hệ với một trong những nguồn liệt kê ở chương chính có tổ chức học đường nào dành cho những người trẻ đồng tính không hoặc nghĩ mình đồng tính hoặc dành cho những người dị tính có bạn bè hoặc thân nhân đồng tính. Vâng, có hàng ngàn liên minh đồng dị tính và các nhóm tương tự tại các trường trung học và một số lượng ngày càng tăng ở các trường cấp 2 trên khắp đất nước dành cho những thanh thiếu niên đồng tính nam và nữ, lượng tính và chuyển giới và bạn bè và người ủng hộ họ. Một vài nhóm đã được khởi sự bởi những người trẻ đồng tính, một số bởi các sinh viên dị tính có bạn bè hoặc thân nhân đồng tính và số khác bởi các thầy cô giáo và các nhà quản trị học đường. Một trong những liên minh đồng dị tính cấp trung học cơ sở đầu tiên đã được thành lập năm 1989 tại Học viện Cocker, một trường trung học tư thục ở Concord, Massachusetts. Một học sinh lớp 9 có mẹ đồng tính cảm thấy khó chịu với những lời bình luận bài xích đồng tính mà cô ấy nghe thấy xung quanh trường. Vậy là với hy vọng thay đổi tình hình ở Học viện Concord, cô học sinh này đã bàn với thầy giáo lịch sử của mình, Kevin Jennings, tên cờ lại là người đồng tính, về việc khởi sự một nhóm sinh viên đại loại theo kiểu như vậy. Họ muốn mọi người cảm thấy được chào đón, vì vậy cùng với nhau, họ đã đi đến cái tên liên minh đồng dị tính. Cây phim sau này đã sáng lập mạng giáo dục cho người đồng tính nam, nữ và người dị tính nhằm góp phần hỗ trợ những sinh viên và giáo viên đã tổ chức và lãnh đạo nhóm. Nói chung, mục tiêu của nhóm là cung cấp một nơi có tính khuyến khích và an toàn cho việc thảo luận công khai giữa sinh viên đồng tính và không đồng tính về các vấn đề mà người đồng tính đối mặt ở trường, trong gia đình và trong cộng đồng của họ. Họ cũng thường cố gắng ngỏ lời đến một cộng đồng học đường lớn hơn bằng việc tổ chức các sự kiện như ngày im lặng cũng là một ngày trong mỗi năm học khi mà các sinh viên giữ im lặng trong một phần hoặc cả ngày như một cách biểu tượng hóa vì những người đồng tính đã phải câm lặng trong cuộc sống học đường và xã hội hàng ngày như thế nào những sự kiện khác bao gồm tuần liên minh tuần lễ trong đó các thành viên yêu cầu những sinh viên khác cùng liên minh chống lại sự kỳ thị người đồng tính và các thành viên cũng đã ủng hộ những điều luật mới ở địa phương và tiểu bang bảo vệ các quyền lợi của sinh viên đồng tính các nhóm này đã rất cởi mở với tất cả các sinh viên và họ không cần phải lộ diện định hướng giới tính của bản thân nếu ở trường bạn không có một nhóm như vậy hãy nghĩ đến việc khởi sự một nhóm như vậy khi người đồng tính vào đại học thì mọi chuyện có thể khác đi không trong hầu hết mọi trường hợp là có mặc dù điều đó còn tùy vào trường cao đẳng hay đại học mà bạn theo học một vài trường rất cởi mở tiếp nhận và bạn sẽ tìm thấy nhiều người đồng tính ở đó có những trường không cởi mở như thế hoặc thậm chí là thù ghét như những trường được điều hành bởi các thể chế tôn giáo đi theo học thuyết bài đồng tính vì vậy khi bạn tìm trường để nộp đơn, nếu bạn muốn vào một trường nơi mọi người được hoan nghênh và chấp nhận, thông thường bạn có thể tìm nó bằng cách nhìn vào danh sách các tổ chức sinh viên và nội dung học trình của nó. Chẳng hạn, có nhiều trường cao đẳng và đại học có các chương trình nghiên cứu về người đồng tính nam và nữ, và có nhiều trường hơn nữa cung cấp ít nhất một vài khóa học về chủ đề này. Bạn có thể bắt đầu việc tìm kiếm bằng cách tham khảo website của trường và kiểm tra các tổ chức sinh viên và nội dung học trình của nó. Chamin không biết chắc cô được chào đón như thế nào ở ngôi trường cao đẳng cộng đồng mà cô đang có ý định theo học tại Queens, New York. Nếu có ai biết cô đồng tính. Và khi đã bắt đầu đi học, cô nhanh chóng phát hiện ra rằng nhiều bạn cùng lớp đã có những quan điểm rất tiêu cực về người đồng tính. Chà mình xấu hổ và thường không nói chuyện nhiều trong lớp. Nhưng khi đề tài đồng tính luyên ái được nêu ra trong lớp học về giới tính người và các bạn cùng lớp của cô đã nói những điều như là đó là do sự lựa chọn và đó là điều tội lỗi. Cô biết mình phải làm một cái gì đó khác. Không hiểu sao, cô nói. Tôi đã giơ tay tôi muốn họ hiểu đôi chút sau khi nói về trải nghiệm của bản thân với tư cách là một người đồng tính chính những người bạn cùng lớp vốn đã nói nhiều điều tiêu cực về người đồng tính đã cảm ơn cô vì sự thổ lộ ấy một anh chàng đã nói với tôi bạn đã rất can đảm để thổ lộ sau khi nghe mọi người nói ra những lời như thế cảm ơn bạn nha trước khi tôi cũng không nghĩ về những điều này tôi lo sợ trước trong và nghe sau cả khi nói ra điều đó nhưng mà tôi không hối hận và nếu các bạn cùng lớp không chấp nhận tôi hoặc định hướng giới tính của tôi thì cũng chẳng quan trọng Miễn sao là những điều tôi nói khiến họ ngạc nhiên đôi chút Về cái lý do khiến họ tin nó là điều sai trái Có gì khác biệt với anh khi anh vào đại học không? Ồ, không khác theo cái kiểu mà bạn có thể nghĩ Ngôi trường tôi học là đại học phát xa Rất khác với những trường trung học của tôi Và lúc bấy giờ rất nhiệt tình chấp nhận các sinh viên đồng tính nam và nữ Ngay từ năm 1970 trong trường Đã có một nhóm sinh viên đồng tính rồi Nhưng vấn đề đối với tôi không phải là nhà trường Tôi chính là vấn đề Tôi rời nhà và đến trường trong tư thế của một gã trai 17 tuổi Rất là mâu thuẫn vốn không hề muốn mình là người đồng tính. Vì vậy trong khi có rất nhiều người đồng tính để tôi gặp gỡ tại trường, tôi đã lo sợ việc có ai đó nghĩ rằng tôi đồng tính. Và tôi vẫn hy vọng rằng những cảm xúc đối với người cùng giới của tôi bằng cách nào đó tan biến. Đồng thời tôi cảm thấy phấn khích khi được ở gần những người đồng tính và tôi thật sự muốn có một bạn trai. Tôi ở trong một tâm trạng hỗn độn. Giá như tôi có thể cho bạn ngã 17 tuổi của tôi lời khuyên mà bây giờ tôi có thể chẳng khó khăn gì tìm thấy, tôi hẳn sẽ nói. Tất cả các trường đại học đều có những chương trình tư vấn vì vậy hãy sắp xếp một buổi hẹn tại trung tâm y tế sinh viên và nói chuyện với người có kinh nghiệm xử lý những vấn đề liên quan đến giới tính việc nói chuyện với một chuyên gia về những cảm xúc của bản thân sẽ giúp bạn hòa giải những xung đột nội tâm và giúp bạn học cách chấp nhận con người thật của mình tất nhiên đó không phải là điều tôi đã làm chỉ những người có vấn đề thật sự mới cần nói chuyện với một người tư vấn và tôi đã không nghĩ rằng tôi là loại người cần đến sự giúp đỡ của chuyên gia thay vì vậy tôi đã dành nhiều thời gian và công sức vào việc phân loại những cảm xúc bản thân cuối cùng là giải bày với một số bạn thân thiết của tôi có lòng giúp đỡ. Nhưng tôi đã mất đi một thời gian rất dài để khám phá ra rằng những điều mà đáng ra đã sáng tỏ từ lâu nếu tôi cần sự giúp đỡ của chuyên môn. Bởi vì không làm thế, tôi đã khiến cho mọi chuyện của bản thân trở nên khó khăn hơn một cách không cần thiết. Có lẽ đó là lý do mà giờ đây tôi tỏ ra mau mắn như vậy khi khuyên lên những người viết thư cho tôi hãy đến nói chuyện với một nhà tư vấn chuyên môn. Bạn không cần gì phải chịu khổ như tôi đã từng chịu khi ngoài kia luôn có sẵn sàng sẽ giúp đỡ bất luận bạn đang học cấp 2, trung học hay vừa mới tới trường đại học mà thôi. Diễu hành, chủ nghĩa tích cực và sự phân biệt đối xử Nếu bạn đi dạo quanh vùng lân cận thành phố New York, nơi tôi và người yêu đang sống, bạn sẽ thấy những lá cờ cầu vồng vất phới trên các tòa nhà và những tấm đề canh hình cầu vồng trên những cánh cửa sổ nhà ở và cửa hiệu. Đó là những biểu tượng về lòng tự hào của người đồng tính. Chúng biểu thị rằng những người đang vô diện chúng cảm thấy thoải mái trong việc công khai định hướng giới tính của họ và rằng nơi tôi đang sống chào đón những người đồng tính. Tất nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Mãi đến những năm gần đây hơn, người đồng tính bình thường rất nhiều khả năng sẽ che giấu định hướng giới tính của mình thay vì tự hào trưng bày một biểu tượng về nó trên cửa sổ hay thanh giảm chấn xe hơi của anh ta. Vậy nên, khi người đồng tính tham gia vào những cuộc diễu hành và ngày hội thể hiện lòng tự hào của người đồng tính họ đang phần nào tôn vinh những bước tiến mà phong trào đấu tranh cho dân quyền của người đồng tính đã đạt được. Tuy nhiên, như bạn sẽ thấy, từ những chủ đề được bao hàm trong chương này, còn một quãng đường dài phải đi trước khi người đồng tính được đối xử hệt như mọi người khác. Đó là lý do vì sao nhiều người, cả đồng tính lẫn không đồng tính, đang hoạt động tích cực trong phong trào vì dân quyền cho người đồng tính đang diễn ra. Vì sao người đồng tính có những cuộc diễu hành đặc biệt? Vào tháng 6 hàng năm, và đôi khi vào tháng 5 hoặc tháng 7 hoặc tháng khác. Những người đồng tính nam và nữ tổ chức những cuộc diễu hành và lễ hội ở khắp Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới. Hầu hết những hoạt động này là để kỷ niệm cuộc bạo động Stonewall, một sự kiện quan trọng trong phong trào vì dân quyền cho người đồng tính. Vào những giờ sáng sớm ngày 28 tháng 6 năm 1969, cảnh sát thành phố New York đã bố ráp nhà trọ Stonewall, một quán bar trong làng Greenwich. Vào thời đó, việc cảnh sát quấy rầy bắt bớ và đôi khi đánh đập những khách hàng đồng tính tại các quán bar và câu lạc bộ đồng tính là chuyện thường ngày. Các khách hàng trong bar thường tìm mọi cách để tránh gặp rắc rối và giữ cho mình đừng bị bắt, vì bạn có thể bị mất việc nếu có người phát giác ra bạn đồng tính. Nhưng lần này, những người đồng tính cả nam lẫn nữ tại quán bar đã chống trả lại, dẫn đến một cuộc bạo động kéo dài mấy ngày. Tin tức lan nhanh về biến cố này đã dẫn đến sự thành lập những tổ chức mới và kiên quyết hơn trong việc đấu tranh cho dân quyền của người đồng tính trên khắp đất nước nhất là trong các trường cao đẳng và đại học vì sao người ta đi đến các cuộc lễ hội và diễu hành bày tỏ niềm tự hào đồng tính người ta đến các sự kiện đó vì nhiều lý do khác nhau một số đến để đòi hỏi các quyền bình đẳng cho người đồng tính một số người đồng tính đến để mua vui hoặc thể hiện cảm giác tự hào được là chính họ số khác nữa đến để được gặp gỡ nhiều người đồng tính khác và một số người gì tính đến để bày tỏ sự ủng hộ đối với những người thân hoặc bạn bè đồng tính của họ hoặc đối với người đồng tính nói chung. Emily đã đến cuộc diễu hành tôn vinh người đồng tính đầu tiên của cô ở thành phố New York khi cô đang học đại học, ngay sau khi cô đã lộ ra với bạn bè và gia đình mình. Việc đến với cuộc diễu hành và được phay quanh bởi tất cả những người sống như mình khiến tôi bối rối. Cô nói, bỗng nhiên tôi trở thành một phần của cái gì đó lớn hơn tôi, giữa những người hiểu chính xác những gì tôi đã trải qua vì bản thân họ đã từng trải qua như vậy Tôi cảm thấy rất tự hào được ở đó, tự hào vì bản thân đã có lòng can đảm để công khai. Tự hào vì một cộng đồng người đồng tính, để nói to và đầy tự hào về việc chúng tôi là ai và tự hào rằng cuộc diễu hành này đã tôn vinh sự khác biệt của tôi. Sau nhiều năm khổ sở với việc quá khác biệt với hầu hết mọi người xung quanh, cuối cùng tôi đã thuộc về một cái gì đó. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đi đến cuộc diễu hành, Vinh danh người đồng tính ở thành phố New York. Bây giờ tôi đang ở đầu những năm 20 tuổi và thật kinh ngạc khi thấy nhiều người đồng tính nam và nữ ở cùng một chỗ như vậy. Và nó mới muôn màu muôn vẻ làm sao? Điều đó khiến tôi cảm thấy hài lòng về bản thân khi biết rằng tôi không đơn độc và khi thấy thật nhiều người đồng tính tỏ ra hạnh phúc như vậy. Và chỉ có lần này, cảm giác ở giữa đám đông mới thật tuyệt. Phong trào vì dân quyền cho người đồng tính bắt đầu khi nào? Ở Đức, những tổ chức vì quyền lợi cho người đồng tính đã manh nha lần đầu tiên vào cuối những năm 1800. Nhưng về sau, đã bị quét sạch bởi bọn quốc xã Năm 1924, Henry Gilbert đã cố gắng khởi sự tổ chức đồng tính đầu tiên ở Hoa Kỳ. Nhưng phong trào vì quyền lợi người đồng tính ở Mỹ đã không thực sự hoạt động mãi đến những năm 1950. Đó là khi một nhóm người đàn ông và đàn bà, một cách rất can đảm và thành công, đã thành lập một số tổ chức khác nhau dành riêng cho người đồng tính. Bây giờ họ thường tự gọi mình là người đồng tính luyến ái hay người ưa thích quan hệ đồng tính. Ngày đó thái độ đối với người đồng tính rất là tiêu cực và mọi người thậm chí ngại việc đến dự các cuộc họp hoặc sử dụng tên thật của họ. Tại các buổi họp của các nhóm này, giống như hội Matagine và con gái của câu lạc bộ Bilitis, mọi người nói về những vấn đề họ đã đối mặt. Một vài tổ chức tranh đấu cho quyền của người đồng tính nam và nữ được tụ tập tại các quán bar mà không bị quấy nhiễu hoặc bị bắt bớ bởi cảnh sát. Và họ cũng xuất bản những tạp chí đầu tiên dành cho đàn ông và đàn bà đồng tính. Tuy nhiên, mãi đến những năm 1960, sau những cuộc bạo loạn ở Stonewall, ở thành phố New York, nỗ lực vì dân quyền cho người đồng tính mới trở thành một phong trào quốc gia lớn mạnh tôi nghe nói người đồng tính muốn có những đặc quyền không ai nên có những đặc quyền cả anh đồng ý không tôi đồng ý là không ai nên có các đặc quyền nhưng những gì người đồng tính nam và nữ mong muốn là các quyền bình đẳng họ muốn làm việc như mọi người mà không phải lo sẽ bị sa thải chỉ bởi vì họ là dân đồng tính họ muốn đến trường như mọi người mà không bị chửi rủa hoặc bị tấn công thân thể bởi vì họ đồng tính Họ muốn có các quyền kết hôn như mọi người. Xem chương 3, hẹn hò, kết hôn và con cái để hiểu thêm về điều này. Họ muốn được đối xử bình đẳng. Những ai rêu rao rằng, người đồng tính nam và nữ muốn có những đặc quyền, đang cố làm bạn tin rằng, người đồng tính mong muốn một cái gì đó to tác hơn mọi người khác. Đó là cách họ lôi kéo mọi người bỏ phiếu, chống lại những điều luật bảo vệ người đồng tính khỏi sự phân biệt đối xử. Tôi nghĩ chúng ta có thể đồng ý rằng, không ai được có những đặc quyền cả. Nhưng chúng ta cũng phải đồng ý rằng, tất cả mọi người xứng đáng được hưởng những quyền bình đẳng chẳng phải người đồng tính đã được bảo vệ bởi những luật cấm phân biệt đối xử sao phải và không phải ở hoa kỳ có nhiều tiểu bang và thành phố có những điều luật bảo vệ người đồng tính nam và nữ khỏi sự phân biệt đối xử có những công ty và trường cao đẳng và đại học bảo vệ người đồng tính khỏi nạn phân biệt đối xử và công nhân viên đồng tính trong chính quyền liên bang được bảo vệ nhưng luật cấm phân biệt đối xử với người đồng tính giống như một miếng đắp phá phiếu của những điều luật chủ yếu ở cấp tiểu bang và địa phương hơn là một tấm chăn bông nguyên vẹn. Không một điều luật cấp quốc gia nào bảo vệ người đồng tính khỏi nạn phân biệt đối xử theo cùng cách thức mà tất cả người Mỹ đã được bảo vệ về tình trạng chủng tộc, tôn giáo, giới tính, sự đau ốm tàn tật của họ vân vân. Đó là lý do vì sao bạn nghe trên báo đài về những người đang đấu tranh cho những điều luật cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia bảo vệ người đồng tính khỏi nạn phân biệt đối xử. Ngày nay, những người đồng tính bị phân biệt đối xử như thế nào? Ngày nay, mọi chuyện đã tốt hơn nhiều so với khi những tổ chức về quyền người đồng tính buổi đầu được thành lập vào những năm 1950. Vào thời đó, người đồng tính thậm chí không dám nghĩ tới chuyện công khai định hướng giới tính của họ. Vì người bị phát giác rất có thể sẽ bị cho thôi việc, bị đuổi khỏi trường học, bị ném ra khỏi nhà trọ, hoặc thậm chí bị đưa vào bệnh viện để được điều trị tâm thần. Và khi những chuyện này xảy ra, bạn sẽ chẳng có nơi nào để đi cả, không hề có những tổ chức hợp pháp cho người đồng tính, không có những luật chống phân biệt đối xử không có những chính khách ủng hộ người đồng tính và không có gì cả. Thế giới đã thay đổi nhiều đối với người đồng tính kể từ thập niên 1950, nhưng những vấn đề phân biệt đối xử vẫn tồn tại. Người ta vẫn bị sa thải vì đồng tính và vẫn có nhiều nơi ở Hoa Kỳ mà điều này là hợp pháp. Những cặp đôi đồng tính nam và nữ, bất kể bao nhiêu năm họ đã gắn bó với nhau, bị từ chối quyền được bảo vệ bởi chính quyền liên bang theo cung cách như những cặp vợ chồng dị giới và chỉ một ít bang cho các cặp đôi này quyền hợp pháp hóa mối quan hệ của họ thông qua hợp nhất dân sự hoặc kết hôn và những người đồng tính công khai bị cấm phục vụ trong quân đội và bấy nhiêu chưa phải là hết các bậc cha mẹ đồng tính đôi khi vẫn bị từ chối quyền được nuôi con trong những trường hợp ly dị đơn giản vì họ đồng tính những cậu bé đồng tính không được phép tham gia hội hướng đạo sinh trẻ vị thành niên đồng tính bị quấy nhiễu ở những trường học trên khắp đất nước một vài liên minh đồng dị tính thậm chí đã bị bức bách phải ra tòa để giành lấy quyền được tụ họp ở khuôn viên trường. Phần người đồng tính đôi khi là những mục tiêu của bạo lực và thậm chí bị giết đơn giản chỉ vì họ đồng tính. Có lẽ trường hợp nổi tiếng nhất về một người đồng tính bị sát hại là vụ việc xảy ra năm 1998 khi Matthew Shepard, sinh viên đại học Wovin, đã bị hai người đàn ông trói nghiến vào hàng rào đánh như tử và bị bỏ mặt cho chết. Matthew đã được phát hiện còn sống nhưng chết vài ngày sau đó do những vết thương chí mạng. Vụ sát hại anh và cơn bão truyền thông sau đó đã châm ngòi cho những cuộc biểu tình trên khắp đất nước phản đối nạn bạo lực chống lại người đồng tính và ủng hộ đạo luật chống bạo lực có một phở kịch được giới phê bình đánh giá cao về vụ sát hại Matthew Shepard gọi là The Larimi Project đã được trình diễn tại các trường trung học khắp cả nước và trên kênh truyền hình SPO đã sản xuất một bộ phim dựa trên vở kịch này xem chương chính tài liệu tham khảo để có một danh sách đầy đủ các bộ phim và phim tài liệu vì sao những người đồng tính nam và nữ phục vụ trong quân đội mỹ buộc phải giữ bí mật định hướng giới tính của họ đó là một câu hỏi hay nếu bạn hỏi những người đứng đầu quân đội mỹ xem tại sao họ lại có luật không hỏi không nói họ sẽ trả lời rằng họ tin điều đó sẽ làm suy giảm nhuệ khí và khiến cho các binh lính khó lòng làm việc như một đội nếu người đồng tính trong quân ngũ không giữ bí mật tình trạng giới tính của họ nhưng đó không phải là kinh nghiệm ở canada các nước tây âu và israel ở các quốc gia này người đồng tính trong quân đội không bị buộc phải giữ bí mật định hướng giới tính của mình. Có nhiều cuộc nghiên cứu đã được thực hiện về vấn đề này, bao gồm một vài nghiên cứu được tiến hành bởi quân đội Mỹ. Tất cả những nghiên cứu đó đều chứng tỏ rằng các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị vốn không muốn có sự phục vụ của người đồng tính công khai trong quân đội, đã bị dẫn dắt bởi thành kiến và những chuyện tưởng tượng chứ không phải sự thật. Các quốc gia trên thế giới đối xử thế nào với người đồng tính nam và nữ? Ở một vài quốc gia, người đồng tính được đối xử không khác gì bất kỳ ai và có thể sống một cuộc sống giống hệt như người dị tính ở những quốc gia khác iran chẳng hạn nơi những hành vi tình dục đồng tính là bất hợp pháp cả với đàn ông và đàn bà và có thể sẽ bị tự hình những người đồng tính phải rất cẩn thận để giữ bí mật định hướng giới tính của mình nói chung các quốc gia châu âu có thái độ rất tự do đối với đồng tính luyến ái và người đồng tính được luật pháp bảo vệ khỏi nạn phân biệt đối xử ở những nơi khác trên thế giới đặc biệt là những vùng châu á và châu phi người đồng tính nam và nữ thường đối mặt với những khó khăn to lớn nhưng bạn thật sự phải xem xét vấn đề này theo từng quốc gia. chẳng hạn, trái với chờ đợi của nhiều người, Nam Phi là quốc gia đầu tiên trên thế giới Biết khiến pháp bao gồm điều khoản cấm phân biệt đối xử với người đồng tính. có những tổ chức làm việc vì trẻ em và thanh thiếu niên đồng tính không? có, hiện nay có hàng trăm tổ chức khác nhau trên khắp đất nước Mỹ cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ cho giới trẻ đồng tính nam nữ, song tính và chuyển giới, từ tư vấn ngân hàng cho đến giáo dục. những tổ chức đó là những thành viên của liên minh yểm trợ thanh niên toàn quốc tổ chức cấp quốc gia lớn nhất hoạt động để cải thiện cuộc sống của những người trẻ như thế bên cạnh làm việc với nhiều tổ chức khác tổ chức còn tập trung vào việc bên vực công bằng xã hội và giáo dục y tế xem chương chính tài liệu tham khảo để hiểu thêm ngoài ra có hàng ngàn trường học ở hoa kỳ có những nhóm gsa hoặc những cộng đồng sinh viên khác dành cho những sinh viên đồng tính nam và nữ đây là kết quả của mạng giáo dục người đồng tính nam nữ và dị tính gọi tắt là gls EN. Mục tiêu của tổ chức là đảm bảo rằng mỗi thành viên của mọi cộng đồng học đường được yêu quý và tôn trọng, bất kể định hướng giới tính của họ. Những nỗ lực của GLSEN bao gồm việc giúp đỡ các nhóm GSA ở trường trung học và làm việc với các tổ chức giáo dục để cải thiện những gì mà các sinh viên được dạy về đồng tính luyến ái và người đồng tính. Những người trẻ có thể làm gì để tạo nên sự khác biệt? Những người trẻ có thể làm nhiều điều bao gồm việc đứng lên phát biểu trong lớp như Erika và Mae đã làm. Kêu gọi bạn bè đừng dùng những lời lẽ bài xích người đồng tính, đề nghị giáo viên của bạn đăng trên bản tin thời sự những câu chuyện về các vấn đề của người đồng tính nam và nữ và khởi sự hoặc gia nhập nhóm GSA. Vài năm về trước, sáu học sinh của Rich Law đã quyết định chứng thực tại các tòa án tiểu bang Maryland ủng hộ việc bổ sung định hướng giới tính vào dự luật cấm phân biệt đối xử và những tội ác vì thù ghét được đề xuất. Rich kể với tôi, sáu cô gái ngồi đó suốt bảy tiếng đồng hồ và tất cả họ đều chứng thực trước mặt một tiểu bang ủng hộ dự luật. họ đã tiến hành một cuộc nghiên cứu của mình và đã làm rất tốt. đây là một vấn đề mà họ cảm thấy quan tâm mãnh liệt. kevin đang học lớp mười một tại một trường trung học ở ngoài ô miền nam california. anh là chủ tịch tổ chức gsa của trường và nghĩ rằng một trong những điều quan trọng nhất mà trẻ em phải làm là phá vỡ vòng tròn của sự thù ghét. anh giải thích có một bài thơ gọi là kevinly thought nói về việc các bậc cha mẹ đã dạy con họ thù ghét. Và đến lượt mình, chúng đã dạy những đứa trẻ của chúng thù ghét như thế nào Nếu mọi người hiểu rằng Đồng tính cũng chẳng làm sao rằng đó là điều hoàn toàn tự nhiên Đó sẽ là một môi trường dễ dàng hơn để người đồng tính lộ diện Điều đó sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người Cả bài thơ nói gì? Nó thật sự không phải là một bài thơ Mà là ca từ của một bài hát You've got to be heavenly taught Chích từ phấn kịch Broadway South Pacific của Richard Roger Và Oscar Hammerstein Lời bài hát mà đến hôm nay phần đúng đắn như khi Hammerstein viết chúng vào năm 1949. Nói về trách nhiệm mà người lớn phải chịu trong việc truyền nhiễm thành kiến từ thế hệ này sang thế hệ khác, có lẽ thế hệ của bạn sẽ làm tốt hơn các thế hệ quá khứ trong việc biến thế giới thành một nơi gian trọng vòng tay với tất cả mọi người, bất kể những khác biệt của họ thế nào. Chương 8. Dành cho các bậc cha mẹ Có nhiều điều cần được viết cho các bậc cha mẹ có con đồng tính hoặc nghĩ con họ có thể đồng tính và đó là trọng tâm của chương này. Mặc dù ở đây còn nhiều thứ dành cho những người đơn giản là muốn hiểu rõ về việc họ nên nói chuyện với con cái của mình, hoặc cháu trai, cháu gái, hoặc những đứa trẻ khác trong cuộc sống của họ về người đồng tính như thế nào. Nhưng chương này chỉ bằng qua loa trên bề mặt, vì vậy nếu đây là một vấn đề quan trọng trong cuộc sống của bạn, xin hãy nghĩ về nó đơn giản như một lời giới thiệu và sau đó hãy tận dụng những tài liệu tham khảo ở chương chính để tự mình trở thành một chuyên gia. Phúng là điều bạn cần phải đạt đến nếu con bạn hoặc một người trẻ bạn yêu bị đồng tính Ngoài ra, hãy tham khảo những câu hỏi về việc thổ lộ với cha mẹ ở chương 2, bạn bè và gia đình nếu bạn chưa đọc. Tôi nên nói chuyện với con tôi về người đồng tính như thế nào? Không có một thời điểm bắt buộc cụ thể nào trong cuộc sống của đứa trẻ để bạn nêu ra chủ đề người đồng tính. Nó có thể nảy ra một cách tự nhiên nếu con bạn có một người cô, dì hoặc chú bác đồng tính, hoặc nếu có cái gì đó trên tivi hay báo chí thu hút sự quan tâm của đứa trẻ hoặc nhen nhóm sự hiếu kỳ của chúng. Thử thách bạn có thể đối mặt là làm thế nào hồi đáp lời bình luận hoặc thắc mắc một cách phù hợp với tuổi tác của đứa nhỏ. Chẳng hạn, tôi có thể nhớ rõ như mới hôm qua vẻ hoảng loạn trong giọng nói của chị tôi khi tôi nói với chị rằng tôi và người yêu đã cử hành lễ đến ước. Rồi chị phải nói với Rachel sau đây. Chị hỏi, Rachel, con gái của chị tôi, người được tôi tặng quyển sách này. Lúc bấy giờ 8 tuổi, và chị tôi chưa bao giờ nói với Rachel về sự thật rằng cậu Eric và chú Bonnie là một cặp đồng tính Rachel biết rằng người tình của tôi là chú Bunny, nhưng chưa bao giờ có cuộc thảo luận nào về bản chất mối quan hệ của chúng tôi trong suốt một năm rưỡi Bunny và tôi ở bên nhau. Rachel đơn giản là không bao giờ hỏi bất kỳ câu hỏi nào về chúng tôi và mối quan hệ của chúng tôi đã có vẻ đã trót lọt, vượt qua cửa ải của nó. Trong quá khứ, đã chẳng có lý do gì để kêu Rachel ngồi xuống và cho nó một bài giảng về đồng tính luyến ái và bây giờ thì không phải lúc cần kiếp cho việc đó. Do vậy tôi nói với chị tôi. Sao chị không nói với Rachel rằng Cậu Eric và chú Bunny đang cử hành một hôn lễ giống như là lễ cưới của mẹ và ba hồi xưa. Rachel tình cờ đứng ngay sau chị tôi khi chị đang nói chuyện điện thoại với tôi, và tôi nghe chị quay sang Rachel và lặp lại chính xác những lời tôi vừa nói. Và phản ứng của Rachel. Đầu tiên, con bé muốn biết, cậu Eric sắp dọn đến nhà chú Bunny phải không? Chú Bunny sở hữu một ngôi nhà trong dãy nhà liên kế ở thành phố New York, mà Rachel rõ ràng nghĩ nó to lớn hơn một ngôi nhà bình thường. Chị tôi trả lời đúng, điều đó khiến Rachel hạnh phúc vì con bé đã từng ở nhà chú Bunny và thật sự là nó thích. Thế rồi không chút e dè, Petro tiếp. Tôi có thể nghe thấy qua điện thoại. Hãy nói với cậu Eric rằng còn rất vui vì cuối cùng cậu đã tìm thấy được một người chồng tốt. Chị tôi và tôi cứng lưỡi. chỗ hiểu hết và không cần một lời giải thích nào nữa. Điều khiến chị tôi khiếp sợ. Tôi biết vì sau đó chúng tôi đã nói chuyện về nó và tôi cũng đã nói chuyện với các bậc cha mẹ khác trong hoàn cảnh tương tự. Là bằng cách nào đó, chị sẽ phải giải thích về bản chất mối quan hệ thể xác của chúng tôi. Đó là việc hai gã đàn ông chúng tôi làm tình với nhau Vì vậy chị đã hoảng hốt và quên rằng Chị đang nói chuyện với một đứa nhỏ 8 tuổi Và không cần đi sâu vào những chi tiết như thế Bên cạnh đó Đây không phải là chuyện mà Rachel muốn biết hay cần biết Hoảng loạn là điều tôi nghe thấy từ các bậc cha mẹ Khi hết lần này đến lần khác Đối mặt với một câu hỏi hoặc bình luận Có vẻ ngây thơ của đứa con Chẳng hạn một đứa bé 4 tuổi Hỏi vì sao hai dì của nó ngủ chung giường Câu trả lời đơn giản Hợp với lứa tuổi của nó Vì họ yêu nhau Tùy theo hoàn cảnh bạn có thể nói chi tiết hơn vì họ đã cưới nhau giống như là ba mẹ vậy và họ yêu nhau và sẽ làm sao nếu có câu hỏi hoặc bình luận tiếp theo như con không biết hai người phụ nữ có thể cưới nhau kia đấy dễ thôi câu trả lời là có họ có thể bạn có phải giải thích những hoàn cảnh pháp lý chính xác đối với các cặp đồng tính trong tiểu bang mà bạn sống không không cho đến khi con bạn đủ lớn và đủ quan tâm để nói chuyện về cuộc tranh luận xã hội chính trị và tôn giáo đối với việc mở rộng quyền kết hôn hợp pháp cho các cặp đồng giới và ngay cả khi đó có những cách đơn giản để chuyện trò với một đứa trẻ hoặc một thiếu niên trẻ nhỏ thường cũng không đi quá vào những câu hỏi về giới tính kiểu như họ có làm tình không câu trả lời đơn giản là có người đồng tính cũng giống như mọi người khác nếu có những câu hỏi xa hơn nữa và bạn quá bối rối hoặc không thể thoải mái trò chuyện tiếp thế thì hãy đưa cho chúng một bản của quyển sách này cứ cho rằng chúng đủ lớn để đọc nó khi sự hoảng loạn bắt đầu hoặc kể cả trước khi nó bắt đầu cách nói chuyện với trẻ nhỏ về người đồng tính là hãy cân nhắc độ tuổi của đứa trẻ để đưa ra một câu trả lời phù hợp. Tôi tán thành niềm tin của đa số rằng, thông thường một câu trả lời càng đơn giản càng tốt, nhất là với đứa trẻ còn rất nhỏ. Nếu đứa trẻ không thỏa mãn với các câu trả lời đơn giản, bạn sẽ nhận được thêm những câu hỏi sau đó. Và sẽ ra sao nếu bạn không có câu trả lời? Luôn luôn bạn có thể nói, chú không chắc nữa, và rồi tự mình hoặc cùng với đứa trẻ tiến hành tìm kiếm câu trả lời. Đôi khi, một lời nhận xét có tính chơi bai của đứa trẻ về chuyện người đồng tính chính là cơ hội để bắt đầu trò chuyện Như tôi đã đề cập trong câu hỏi cuối cùng ở chương 1 Đó là điều xảy ra đối với Don và Stacy Khi bốn đứa con trai của họ bắt đầu ném ra những lời như Đồ cái thằng đồng tính Don hỏi các con trai của anh Bây giờ phần lớn chúng đang học cấp 2 Liệu chúng có biết đồng tính nghĩa là gì không? Anh kể với tôi Chúng chỉ có một ý niệm lờ mơ Vì vậy vợ tôi và tôi đã giải thích Hầu hết đàn ông thích phụ nữ Và một số ít ưa thích đàn ông Và phụ nữ ưa thích đàn ông và một số ít ưa thích phụ nữ ra sao tôi chắc là chúng tôi đã không nói về những chi tiết liên quan đến tình dục mà nói nhiều hơn về tình cảm và sự gần gũi và rằng nếu người nào đó đồng tính thì đó là vì bản chất của họ là như thế Đòn tiếp tôi cũng nói về chúng với những bạn bè và thành viên trong gia đình vốn là những người đồng tính và rất thân thiết với chúng tôi chúng đã gặp một vài trong số đó vì vậy đây không phải là chuyện trừu tượng cả họ là những người thật tôi nghĩ thành kiến nảy sinh nếu một vấn đề quá trừu tượng khi bạn biến nó thành sự thật hiển nhiên mọi chuyện sẽ thay đổi thôi Don và Stacy quyết định rằng nói chuyện với các con trai của họ bằng những từ chung chung như vậy là không đủ. Nhưng họ cũng biết nếu họ đưa cuộc nói chuyện đi quá xa, ác hẳn bọn nhỏ sẽ vì ngượng ngập mà rút lui vào im lặng. Không biết chắc phải làm gì, Stacy mua một quyển sách của tôi, phiên bản dành cho người lớn của quyển sách này, nhân đề Is It A Choice? Và gửi email hỏi tôi có lời gợi ý nào về việc tiếp tục cuộc nói chuyện mà không làm bọn chúng ngượng không? Tôi đã gợi ý với Stacy, như tôi đã làm với nhiều bậc phụ huynh, rằng cô hãy đưa quyển sách này cho các con đọc Đây cũng là điều tôi thường khuyên các bạn trẻ Khi phải thổ lộ với cha mẹ Nhưng không muốn phải tự mình trả lời Những thắc mắc của cha mẹ họ Stacy và Don quyết định rằng Chỉ đưa sách cho bọn nhỏ thôi là không đủ Họ còn biến việc đọc nó thành một nhiệm vụ bắt buộc Và sau khi tất cả chúng đã đọc Họ đã thảo luận về nó trong bữa ăn tối Tôi nghĩ điều đó thật sự đã giúp làm sáng tỏ chủ đề này với chúng Stacy thông báo với tôi trong bức email tiếp theo Cha mẹ liệu có thể nói được là con họ đồng tính không? Không có cách nào để nói chắc liệu con bạn hoặc bất kỳ ai khác là đồng tính trừ phi thằng bé hoặc con bé nói cho bạn biết. Bạn có thể có một linh cảm, nhưng người duy nhất có thể xác nhận điều đó là con bạn. Nhiều bậc cha mẹ bắt đầu lấy làm lạ về định hướng giới tính của con họ nếu thấy chúng không phù hợp với những khuôn mẫu giới tính tiêu biểu. Con gái của bạn có thể thích chơi đá banh trong bộ quần áo rộng lùng thùng của nó. Con trai của bạn có thể thích chơi búp bê thay vì đánh vật với những đứa con trai khác ở sân sau nhà trong khi sự thật là nhiều đứa trẻ có vẻ ngoài không đúng kiểu giới tính lúc nhỏ sẽ đồng tính khi lớn lên tất nhiên điều này không phải luôn luôn xảy ra tuy nhiên chính cách cư xử không tiêu biểu theo giới tính và những manh mối khác thường khiến cho các bậc cha mẹ nghĩ là đứa con của họ có thể bị đồng tính tất cả những bậc phụ huynh tôi nghe thấy trong những năm gần đây vốn muốn biết con họ có đồng tính hay không đã làm như vậy vì mong mỏi được là người cha người mẹ tốt cho đứa trẻ của họ chứ không phải vì mong biến đứa con của họ thành dị tính và đó là ngữ cảnh để tôi trả lời câu này Đối với Don và Tacey, những người cho rằng đứa con trai út của họ, Kenny, bị đồng tính. Chính sự khác biệt của Kenny đối với các anh của nó đã khiến họ lần đầu tiên thấy làm lạ. Trượt tuyết đã luôn là hoạt động trung tâm trong cuộc sống gia đình họ. Và cả bốn đứa con trai đều là những vận động viên hoàn hảo. Nhưng ngay từ nhỏ, Kenny vẫn khác biệt so với ba đứa kia. Don giải thích. Vào khoảng năm năm, Kenny đã ưa đội tóc giả và mặc quần áo của mẹ nó trước khi ý thức được xã hội không chấp nhận việc đó. Ngay từ nhỏ, những đứa trẻ kia đã cảm thấy nó khác biệt và bắt đầu trêu chọc nó. Giờ đây, khi lũ trẻ đã lớn lên, sự khác biệt của Kenny đã kém rõ ràng đi nhiều, mặc dù không giống như các anh, với phòng riêng treo đầy tranh ảnh người phụ nữ. Tường của Kenny dán kính những tấm bản đồ địa lý quốc gia, và không chỉ có thế, Don còn bổ sung. Stacy và tôi là những bậc phụ huynh khá khôn khéo, quan tâm và sâu sắc. Có một giai đoạn Kenny khép mình và không vui, và chúng tôi nghĩ rằng đó là thời điểm nó bắt đầu bị dằn vặt bởi những thắc mắc về giới tính của mình. Chúng tôi gửi nó tới nhà tư vấn, hy vọng rằng điều đó sẽ giúp ích, nhưng nó chỉ đi đến vài buổi trước khi nói với chúng tôi rằng nó không muốn tới đó nữa. Chuyện đã cách đây một thời gian và nó chưa nói gì với chúng tôi về việc nó đồng tính. Nhưng mà gần đây, nó có vẻ rất là hạnh phúc và thanh thản, và đó là điều quan trọng với chúng tôi. Gail Bucham có ba đứa con và sống ở miền Bắc Michigan, có cảm giác đứa con thứ hai của cô bị đồng tính từ khi con bé bước vào cấp 2. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của chúng tôi là khí chất như là lực sĩ của nó nhưng mà hơn thế nữa nó không hề quan tâm đến con trai theo cái cách những đứa con gái khác quan tâm con trai khi mà những đứa con gái khác bắt đầu ăn mặc khiêu gợi để được con trai chú ý sanon thì làm ngược lại nó khoác lên những chiếc áo cổ lọ và quần jean rộng lung thùng nó la cà với con trai nhưng mà chúng toàn là bạn bè của nó jenny có cảm giác rằng con trai của cô devon rất khác biệt khi thằng bé còn rất nhỏ khi nó được 10 tháng tuổi chúng tôi ẩm nó đi chụp hình và quyết định mang theo một vài vật dụng để tạo dáng sân khấu một cây gậy bóng chày nè rồi một quả bóng Quá ra nó không mảy may quan tâm đến bóng chày Khi nó 18 tháng tuổi Chúng tôi lại đưa nó đi chụp hình Và xếp chung quanh nó hàng đóng sách Nó thích sách dở và vẫn còn thích sách dở nữa Nhưng mà thứ nó thật sự yêu Là những con búp bê Năm nó lên 3 hoặc lên 4 Chúng tôi đưa nó vào cửa hàng đồ chơi Và lập tức nó chạy thẳng tới chỗ những con búp bê Barbie Chúng tôi không quản hút Nhưng ba nó và tôi nghĩ Điều đó thật sự thú vị Và nói về khả năng là một ngày nào đó trong tương lai Nó có thể là người đồng tính chăng Defon giờ đây 14 tuổi và Gani gần như chắc chắn là thằng bé bị đồng tính. Cô giải thích. Nếu nó nói về các cô gái và tất cả các bạn bè đều là con gái, nó không bao giờ nói về họ theo cái kiểu như là những đứa con trai khác. Nó có thể nhận xét dáng vẻ của họ có những khiếm khuyết, nhưng hoàn toàn không thấy có gì là gợi tình cả. Nó ghét thể thao và hoàn toàn say mê nghệ thuật. Nó thậm chí không đạp xe đạp. Nói thật với anh, nếu Devon bỗng quá ra không đồng tính và lấy một cô gái, đó sẽ là một cú sốc cả đời của tôi. Tôi sẽ hơi thất vọng một chút, vì tôi nghĩ ác hẳn khó lòng chịu chia sẻ với một người phụ nữ khác. Đứa con trai 11 tuổi của tôi thổ lộ rằng nó nghĩ là nó đồng tính. Chẳng phải nó quá nhỏ tuổi để biết điều đó hay sao? Tôi nên nói gì? Tôi biết những người đoán được họ đồng tính trước cả khi họ có một cái tên dành cho nó. Những anh chàng nhớ về những lúc mê mẩn những đứa con trai khác. Và nếu nhìn lại, bạn có thể nhớ có những lần bạn đã phải lòng những người khác giới ở cùng độ tuổi non nớt như thế. Và bọn trẻ thời nay chắc có thể đã biết gọi tên diện cảm xúc của chúng là gì, chứ không như hồi tôi mới lớn lên. Vì vậy tôi không lấy làm ngạc nhiên khi nhận được một email từ một bé gái 11 tuổi hỏi tôi phải thế nào với ba mẹ về việc cô bé đồng tính. Nếu con của bạn nói với bạn rằng nó đồng tính, hãy tin thằng bé. Nó là chuyên gia rành rẽ nhất về chủ đề này và đừng cố thuyết phục nó nghĩ khác. Nếu hóa ra nó không đồng tính, tự nó sẽ cho bạn biết khi nó nhận ra điều đó. Điều then chốt là tránh tỏ ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bạn lo lắng hay bối rối. Bạn là cha mẹ, là điều một đứa trẻ tìm kiếm trong hoàn cảnh này là sự vững tâm hãy giữ lại sự lo lắng hay bối rối của bạn để thảo luận với người đời và một người cố vấn xem câu hỏi tiếp theo để rõ hơn thỉnh thoảng tôi nghe chuyện về những người phụ huynh không biết nói làm sao khi đứa con nhỏ của họ bày tỏ nỗi lo lắng về việc liệu thằng bé hay con bé có thể bị đồng tính hay không tôi thích những lời của một người cha kể với tôi về phản ứng của ông khi đứa con trai nhỏ tâm sự rằng không biết nó có bị đồng tính không thằng bé hỏi tôi nghĩ gì tôi nói với nó rằng tôi không biết nó có đồng tính hay không nhưng rồi sẽ đến lúc tự mình nó hiểu được là điều này khi lớn lên Và tôi nói thêm Đây không phải là điều con cần lo lắng Mẹ con và ba sẽ luôn yêu con Tôi cũng nói với nó rằng Khi nó yêu ai, chúng tôi sẽ yêu quý người đó Bất kể là một cô gái hay là một chàng trai Cục cưng vị thành niên của tôi vừa mới thổ lộ với tôi Tôi nên làm gì? Tôi nên nói gì? Lắng nghe và ủng hộ Có lẽ không phải dễ dàng để con bạn nói ra điều này Và có thể con bé làm thế Vì nó quan tâm đến bạn Và mong muốn thành thật với bạn Vốn là một chỉ báo cho mối quan hệ giữa bạn với con bé hãy đảm bảo bạn để cho con bé biết rằng bạn cảm kích điều này và rằng bạn yêu thương và ủng hộ nó bất luận thế nào mặc dù có cần thời gian để làm quen với cái tin này mối quan tâm đầu tiên của bạn nên là làm sao chắc chắn rằng con bạn không cảm thấy nó đã khiến bạn thất vọng hay lo lắng tuy nhiên bạn có thể đang vật lộn với một vài nỗi lo bao gồm một cảm giác mất mát đối với tương lai mà bạn đã hình dung cho đứa con của bạn hoặc thất vọng nhưng cố đừng chia sẻ những nỗi lo đó với con bé con bé có thể rất nhạy cảm với những phản ứng của bạn và việc nghe thấy bạn lo lắng chỉ có thể khiến con bé thêm bất an mà thôi. Đó không may là điều xảy ra với Sen thổ lộ với cha mình. Cô nói Ông ấy bắt đầu khóc và nói với tôi rằng Ông đã nghĩ chuyện này bất thường thế nào rằng đó không phải là điều ông ấy mong muốn ở tôi. Ít lâu sau, ba của Sen tâm sự với một người bạn về phản ứng của ông trước lời thổ lộ của Sen. Ông kể với người bạn rằng ông đã khóc lóc và không che giấu sự mất tinh thần của mình. Và trước mặt tôi, ông thật sự đã để cho cảm xúc cuốn đi, Sen nói. Vậy sao ông chia sẻ với tôi rằng Người bạn đã nói điều gì đó khiến ông vỡ lẽ ý nghĩ của sự việc trong ngữ cảnh thích hợp của nó và ông nhận ra Ôi, chắc là Sen đã khó khăn dữ lắm. Mãi đến khi ba của Sen kể về lần nói chuyện với người bạn cô mới nhận thức rằng cô không cần chấp nhận thái độ của cha một cách giản dị như vậy. Cô nói Mãi đến lúc đó tôi vẫn chưa sáng tỏ được rằng tôi không nên phải hoàn toàn nuông chiều theo những cảm xúc của ba tôi. Tôi chỉ nghĩ mình phải ngồi đó và chấp nhận vì chí ít đâu phải ông ấy đang quát mắng tôi và ông ấy đang nói chuyện với tôi. Sen và ba giờ đây đã cười nhạo về cuộc trò chuyện sau lần thổ lộ đầu tiên ấy lần mà sen rất thích gọi là sự mít ước của ba sen đã hẳn dễ chịu hơn nếu cho cô kìm nén những cảm xúc của ông và chia sẻ với một người bạn hay người thân việc ông đã lo lắng thế nào nhưng thường thì nói dễ hơn làm và không phải ai cũng có thể thoải mái nói chuyện với người khác về một chủ đề có dễ nhạy cảm như vậy nếu bạn thấy mình ở trong hoàn cảnh của ba sen hoặc kể cả nếu bạn chỉ bối rối và cần xác định cảm xúc của mình hãy nghĩ đến việc tham khảo ý kiến nhà tư vấn trong một hai buổi Tôi cũng gợi ý bạn hãy liên hệ với hội cha mẹ, thân nhân và bạn bè của những người đồng tính nam và nữ xem chương chính, tài liệu tham khảo để hiểu thêm về PFLAG nơi bạn có thể gặp gỡ và nói chuyện với những bậc phụ huynh cùng cảnh ngộ. Tôi nghĩ con gái con trai tôi có thể bị đồng tính, tôi có nên hỏi không? Nếu đúng là nó bị như thế, sao nó không nói với tôi? Một số đứa trẻ muốn được hỏi, tôi cũng vậy, và tôi đã gửi những tín hiệu đủ để rốt cuộc mẹ tôi hỏi có đúng tôi đồng tính hay không? Và tôi nói đúng, Mặt khác, nếu con của bạn vẫn đang đánh vật với những cảm xúc của mình, con bé có thể đang làm mọi cách để có thể che giấu sự thật với chính bản thân và với bạn và ít có khả năng sẽ cởi mở với những câu hỏi của bạn và ngay cho dù nó tỏ tường về bản thân mình và biết chắc hai năm rõ mười là nó đồng tính, nó có thể cố nén không nói với bạn vì nó sẽ khiến cho bạn thất vọng hoặc lo lắng nếu con bạn đã nghe những lời bình luận bài đồng tính từ bạn hoặc biết bạn có những tính điều tôn giáo khắc khe, nó có thể đặc biệt do dự để tỏ ra thành thật về định hướng giới tính của mình và với lý do tốt đẹp. Vì vậy, ngay cho dù bạn hỏi, bạn có thể không nhận được một câu trả lời thành thật. Bu Bucham rất nóng lòng hỏi con gái của cô, Sanon, xem con bé có đồng tính không. Nhất là sau khi Sanon nói rằng, mọi người ở chỗ làm đang bàn tán về việc nó đồng tính. Bây giờ con bé đang học cuối cấp trung học. Và tôi hỏi, liệu nó có phải đang cố dẫn dắt để tôi nói với nó chuyện đồng tính không? Nhưng tôi không đủ khôn khéo để đưa nó ra. Hơn nữa, tôi cũng không muốn đánh liều xúc phạm nó. Có một điều nữa ngăn gheo không hỏi. Trong những năm trung học phổ thông, Sanon đã hẹn hò với một chàng trai hơn một năm. Điều đó khiến Gale và chồng cô bối rối. Gale giải thích, khi Sanon lần đầu giới thiệu bạn trai nó với chúng tôi, nó thật sự đã khiến chúng tôi cực kỳ khó hiểu. Vợ chồng tôi đã nói về việc chuyện đó nằm ngoài mong đợi của chúng tôi như thế nào. Vì vậy tôi nghĩ tốt hơn không nên nói gì và chỉ cần chờ đến lúc Sanon nói với tôi nếu nó muốn. Vì thật khó để biết chắc liệu con bạn có đồng tính hay không và việc hỏi trực tiếp thật sự có thể chặn đứng cuộc nói chuyện. Một phương pháp để bắt đầu cuộc trò chuyện là bạn hãy gửi đi những gợi ý rằng đây là một chủ đề bạn thấy thoải mái. Nếu con bạn đang cân nhắc việc thổ lộ với bạn, rất có khả năng là con bé đang tìm kiếm những manh mối cho thấy bạn sẽ phản ứng tích cực và sẽ để ý nếu thấy bạn làm thế. Chẳng hạn, nếu bạn đọc thấy một câu chuyện thời sự về một vấn đề liên quan đến đồng tính, hoặc nếu một nhân vật đồng tính xuất hiện trên một show truyền hình hay trong một bộ phim bạn đang xem, hãy thử thảo luận về điều đó. Nếu bạn có những người bạn hoặc thành viên trong gia đình đồng tính, hãy nói với họ về con bạn một cách tích cực. Và vì bạn đang đọc quyển sách này, bạn có thể thử đưa cho con của bạn hoặc để ở một nơi mà con bé có thể tìm thấy vậy lúc nào là thời điểm thích hợp để hỏi không có một thời điểm lý tưởng hoặc thích hợp cho mọi hoàn cảnh vậy nên sau đây chỉ là một vài thí dụ từ những người mà bạn đã gặp trong chương này jenny nghĩ rằng hãy còn quá sớm để hỏi đứa con trai 14 tuổi vốn đã cho cô mọi lý do để tin rằng việc hẹn hò với những cô gái sẽ không có trong tương lai của nó nếu devon hé miệng về chuyện đó tôi sẽ ngồi xuống lắng nghe không chần chừ Tôi cố để đoán tâm tư của nó Và đôi khi hỏi nó về chuyện những đứa trẻ khác đang hẹn hò ra sao Nhưng đó không phải là điều nó muốn nói đến ngay bây giờ Jenny nghĩ rằng Nếu đến năm 16 tuổi Devon không tự mình thổ lộ Thì chị sẽ phải đặt vấn đề Về định hướng giới tính của nó Chị giải thích Tôi nghĩ điều đó tùy thuộc vào thằng nhỏ Và bây giờ có phải 16 tuổi là thích hợp Anh biết đấy, điều quan trọng với tôi là hạnh phúc của Devon Ba nói giờ tôi không biết điều này trở thành gánh nặng với nó Nhất là vì chuyện này không là vấn đề với chúng tôi Anh không biết chúng tôi yêu nó thế nào đâu Don và Stacy nhiều lần nói về việc khi nào là thời điểm thích hợp để nói chuyện với Kenny và hy vọng rằng thằng bé sẽ đưa chủ đề này ra càng sớm càng tốt. Nếu thằng bé không làm vậy, họ đã quyết định sẽ mở lời trước khi nó vào đại học, Don nói. "Chúng tôi có thể biểu nó ngồi xuống và trực tiếp đưa ra vấn đề. Tôi hy vọng rằng việc đó sẽ khiến nó nhẹ nhõm đôi chút, rằng cái bí mật to lớn này không là bí mật nữa. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu chúng tôi có thể nói về điều đó." Don và Stacy đã làm rõ với con trai về cảm nhận của họ đối với người đồng tính. Vì vậy, họ biết rằng nếu Kenny thật sự đang bị dằn vặt bởi tình trạng giới tính của bản thân, thì nó không cần phải lo lắng rằng cha mẹ nó sẽ làm bất cứ điều gì khác hơn là ôm chặt nó. Với Gail Bocham, cơ hội để nói chuyện cởi mở với con gái đã đến khi Sanon đưa về nhà một trong những người bạn của mình, gọi là bạn trai thì không hợp. Người bạn trong được mắt, Gail giải thích, khăn rằng quấn đầu, áo phong lùng thùng. Đó là vẻ ngoài của một cậu trai. Cuối ngày hôm đó, đang khi Sanon và tôi lái xe đi đâu đó, thì Sanon đã kể với tôi rằng bạn của nó là người đồng tính và con bé hy vọng rằng tôi không có vấn đề gì về chuyện đó Tôi nói với Sanon rằng Tôi phần nào đã đoán được ra rồi Và tôi không thấy gì cả Đoạn tôi thêm Nếu con mà như vậy thì với mẹ chẳng hề gì Ánh mắt Sanon đắp loáng chút kinh ngạc Và kêu nói với con bé Mẹ yêu con Sự kiện đứa con gái của mình đồng tính Và hiện đang có quan hệ với một người phụ nữ Không phải là vấn đề với Gale Tất cả những gì tôi quan tâm Chị nói Là con tôi Chọn được người tốt với nó Giới tính hay màu da không là vấn đề Vấn đề là cách đối xử tôi hạnh phúc vì sanon hòa thuận với người yêu của nó và chúng đối xử tốt với nhau tôi có thể làm gì để bảo vệ những đứa trẻ đồng tính khỏi bị phân biệt đối xử các con của tôi cháu trai và cháu gái của tôi hãy nói về nó từng người một với bạn bè với người thân trong gia đình sau nhiều năm viết và nói chuyện về người đồng tính tôi đã có niềm tin rằng chắc chắn cách duy nhất để sự thay đổi xảy ra cách duy nhất để chấm dứt phân biệt đối xử là khi có ai đó liên quan mật thiết với chủ đề này như một người đồng tính hoặc một thành viên trong gia đình là đồng tính lên tiếng bất kể là một trong những dịp trò chuyện tình cờ với các bậc cha mẹ khác về đứa con của một người nào đó hoặc trong một cuộc thảo luận chính trị về những điều luật sắp tới vốn ảnh hưởng tới người đồng tính từ ngày phát hiện ra con gái mình đồng tính gieo bu không bao giờ do dự lên tiếng mỗi khi chị nghe thấy điều gì chói tai bất kể những lời đó thốt ra từ miệng một đồng nghiệp than phiền về một thằng bê đê hoặc từ ai đó trong nhóm nghiên cứu kinh thánh của chị chúng tôi có một cuộc họp đầu tiên tại nhà tôi cách đây một tuần gieo giải thích về đề tài này được nêu ra đó là một cơ hội hoàn hảo tôi nói dân tôi có một đứa con gái sống chung với bạn trai và một đứa con gái sống chung với bạn gái vậy là tôi không nên cho đứa con gái bén mảng tới nhà còn bạn trai thì được phải không tôi nói rằng chúng ta cần phải là những người rộng lượng đầy tình thương và tử tế chúng tôi đã nói chuyện trong một lúc về điều đó nhưng điều mấu chốt là mọi người đã đồng ý với tôi trước khi gheo đã bắt đầu nói với người khác về việc con gái chị đồng tính chị đã hỏi san non là chị làm như vậy liệu có sao không phải được trả lời là không sao cả tôi không thể làm mà không hỏi gheo nói thì tôi không muốn vô tình giảm lên ngón chân của con bé Giờ đây đã được thỏa sức rồi Gheo nghĩ có lúc chị đã thẳng thừng quá Nhưng theo cái cách tôi cảm nhận Tôi không thể không nói điều gì Tôi đã nói chuyện với nhiều phụ huynh khác trong quá khứ Và nghĩ điều đó hoàn toàn điên rồ Và nói với họ Hẳn sẽ từ mặt đứa con nếu chúng đồng tính Và tôi nói Tôi hy vọng con của bạn không bao giờ phải đối mặt với chuyện đó Quả là tôi không hiểu được cái cách nghĩ như vậy Vì vậy tôi cảm thấy có bổn phận Phải nói lên quan điểm của mình Chúng ta cần chấp nhận mọi người Theo đúng bản chất của họ giao tiếp con gái tôi nghĩ cứ cái đà này tôi sẽ trở thành một nhà hoạt động xã hội vĩ đại. Với tôi thì có vẻ như Gale đã có một xuất phát điểm rất tốt. Anh có tấm gương nào từ gia đình mình không? Có. Chú tôi là một tấm gương tốt của một người chọn cách nói thẳng quan điểm của mình. Và ông ấy đã làm điều đó cùng với hai người bạn thân mà ông ấy đã quen biết nhiều năm. Thời đại học, Rutlin. Họ đã nói về tất cả các kiểu vấn đề và chắc chắn đã theo đuổi những cuộc thảo luận ban đầu của họ bằng những cuộc tranh luận qua email. Đã gần như trở thành một chuyên gia về chủ đề người đồng tính chú tôi nhanh chóng lên tiếng bên vực về trường hợp của tôi, bất luận đó là về việc người đồng tính phục vụ trong quân đội hay việc mở rộng quyền hôn nhân hợp pháp cho các cặp đồng tính.Chú tôi đã không trở thành chuyên gia trong một đêm, và phải mất nhiều năm trước khi ông có thể thoải mái đưa ra những bình luận đanh thép một cách dễ dàng như không. Nhưng qua thời gian, vai trò của ông giữa bạn bè đã ngày một lớn lên, như một người có thể được coi là đứng về phía ủng hộ dân quyền cho người đồng tính. Và tôi thích nghĩ rằng, trong quá trình đó ông đã góp phần làm thay đổi quan điểm của một vài người một cách nữa để bạn có thể được nghe thấy và để cho người khác biết những gì bạn đang suy nghĩ là viết một lá thư gửi đến vị quan chức hay đại biểu quốc hội đã được bầu ở địa phương bạn khi có một điều luật treo mà bạn đồng ý hay bất đồng xét về số lượng email mà các chính trị gia nhận được ngày hôm nay tôi nghĩ một lá thư viết tay gửi qua bưu điện sẽ có tác động hơn và bạn cũng có thể gọi điện sẽ chẳng hại gì cho ai nếu bạn trình bày quan điểm của bạn bằng nhiều hơn một cách nhất là vì các chính gia giỏi mắt theo những thứ gì đó và người ta có thể hy vọng rằng những gì bạn nói sẽ có tác động đến suy nghĩ và quyết định biểu quyết của vị chính khách đó. Bạn cũng có thể viết một lá thư gửi đến tờ báo địa phương để đáp lại điều gì đó bạn đã đọc. Bạn không bao giờ biết mình sẽ nói chuyện với ai theo cách đó, bất luận là một bậc phụ huynh. Người sẽ có thể lắng nghe một phụ huynh khác hơn là một người như tôi, hoặc một người trẻ đồng tính, vốn có thể được truyền cảm hoặc khích lệ bởi những người bạn. Chẳng hạn, tôi còn nhớ một chuyến đi đến Boston vào năm 1993 để nói chuyện với một nhóm doanh nhân đồng tính Bây giờ tôi đang đọc trang xã luận của tờ Thời báo New York và kinh ngạc bởi một tiêu đề trong cột thứ tư mang tên Cha mẹ những người đồng tính Dưới đó là một bức thư duy nhất trả lời cho bài viết trên chuyên mục phản hồi xã luận Viết bởi Paul Monette, một tác giả kiêm nhà hoạt động xã hội vì người đồng tính nổi tiếng mà sau đó đã chết vì bệnh S Tôi nghĩ đó là một lá thư tuyệt vời từ một người mẹ rõ ràng rất yêu con bà Và rồi tôi giật nảy người lên trên ghế khi lần xuống dưới lá thư và thấy chính mẹ tôi là người đã viết nó. Mẹ tôi đã không cho tôi biết về lá thư, ác bà đã quyết định là khiến cho tôi một phen kinh ngạc trong trường hợp nó được in. Nó đã được in và tôi đã kinh ngạc. Sau đây là nội dung lá thư. Kính gửi biên tập viên. Là người mẹ tự hào của một đứa con trai đồng tính. Tôi muốn trân trọng gửi lời chào đến Paul bon Monette vì bài viết The Politics of Silence, tạm dịch là Chính sách im lặng, trên chuyên mục Up End. Ngày 7 tháng 3. Là cha mẹ, chúng ta phải có sự thức tỉnh ý thức cao độ khi con cái chúng ta thổ lộ với chúng ta điều đó vì tất cả chúng ta đã tiếp thu cái ý nghĩ ghê sợ người đồng tính của một xã hội đầy cố chấp và hẹp hòi theo thời gian chúng ta nhận ra rằng các con trai và con gái chúng ta vẫn là những người mà chúng ta đã luôn yêu thương và thấu hiểu trên hết thảy chúng ta muốn con cái chúng ta có cuộc sống trọn vẹn và đầy ý nghĩa được đối xử với sự tôn trọng và được bảo vệ bởi luật công dân của quốc gia này đã đến lúc mà các gia đình phải được lắng nghe và ngó ngàng đến. Cecilia Marcus, New York, ngày 15 tháng 3 năm 1993 Ngoài việc nói và viết, bạn còn có thể cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho một tổ chức như GLSEN hay PFLAG hoặc liên hệ với một trong những tổ chức đó và tìm hiểu xem bạn có thể giúp ích một cách có ý nghĩa thế nào trong cộng đồng của mình. Bạn là người duy nhất có thể quyết định cái gì là thuận tiện nhất với mình. Nhưng mà điều then chốt là phải làm một cái gì đó Mỗi một người trong chúng ta có thể làm nên sự khác biệt, nhưng không bao giờ nếu chúng ta giữ im lặng và làm kẻ bàng quan. Con tôi bị chửi rủa ở trường vì thằng bé, con bé bị nghĩ là đồng tính, tôi có thể làm gì? Bạn có thể bắt đầu bằng việc mà bạn phải làm mỗi khi một đứa trẻ bị trêu chọc hay bắt nạt. Cho thằng bé biết rằng bạn yêu nó và nó không đáng bị đối xử như vậy. Hầu như không có đứa trẻ nào, dù đồng tính hay không, trải qua những năm học trò mà không từng bị bắt nạt vì lý do này hay lý do khác. Vì vậy bạn có thể yên tâm Đáng buồn thay Rằng bạn và cục cưng của bạn không phải là nạn nhân duy nhất Có lẽ bạn không thể không tự hỏi Lý do khiến con trai bạn bị trêu chọc Có phải vì nó đồng tính không Nhưng nếu nó đã không chọn thời điểm này Khi nó cảm thấy đặc biệt dễ tổn thương Để thổ lộ ra với bạn Thế thì đừng thúc ép nó Việc tránh câu hỏi đó sẽ cho nó biết rằng Sự trêu chọc là sai trái Bất kể nó có đồng tính hay không Mặc dù mỗi hoàn cảnh khác nhau Điều bạn cần làm có lẽ là sắp xếp một cuộc hẹn để nói chuyện với người tư vấn hướng dẫn hoặc hiệu trưởng nhà trường hãy trình bày một bản báo cáo chi tiết thành văn về việc vốn bao gồm tên họ và ngày tháng đưa ra những gợi ý cụ thể chẳng hạn nếu việc bắt nạt đã xảy ra nhiều hơn một lần ở cùng một nơi như buồn theo quần áo ở phòng tập thể dục đề nghị tăng cường giám sát ở khu vực đó theo dõi để phát hiện cái gì đó đang diễn ra để xoa dịu những nỗi lo lắng của bạn và nếu bạn không nhận được một câu trả lời thỏa mãn hãy đến gặp ban giám thị hoặc ban quản trị nhà trường hãy đảm bảo bạn nắm bắt tất cả những chính sách của nhà trường và tiểu bang. Một vài tiểu bang có luật đặc biệt bảo vệ sinh viên chống lại sự bắt nạt và quấy nhiễu vì thái độ bài đồng tính. Ngoài trường học, có những nguồn lực mà bạn có thể cầu viện đến. Đối với sự bắt nạt nói chung, và nói cụ thể hơn là bắt nạt vì thái độ bài đồng tính. Chẳng hạn, bạn có thể tìm đến GLSEN hoặc những nguồn lực cấp địa phương và quốc gia khác để gợi ý về cách giúp cho con bạn đối phó với sự bắt nạt và tìm hiểu về những chương trình và chương trình giảng dạy mà bạn có thể khuyến nghị với trường của con bạn. Xem câu hỏi tiếp theo và chương chính tài liệu tham khảo để hiểu thêm. Jenny vốn là một người tư vấn hướng dẫn tại một trường trung học trong một khu học xá ngoại ô thành phố New York. Đã bằng một đường lối quanh co phát hiện việc con trai Stephen của chị bị trêu chọc như thế nào. Khi Stephen học lớp 7, một đêm tôi vào phòng thằng bé để hôn chút nó ngủ ngon. Và tôi có thể đã nói có cái gì đó không ổn. Vì vậy tôi hỏi thằng bé đã xảy ra chuyện gì. May thay, thằng bé là đứa trẻ khá mau miệng và nó hỏi tôi Người ta làm thế nào để biết mình có phải đồng tính không? Biết có một cái gì đó đằng sau câu hỏi, Jenny gặn lại Stephen. Tại sao nó hỏi như thế? Chị giải thích. Nó mắt với tôi rằng, một vài đứa trẻ ở trường đang gọi nó là thằng đồng tính, và nó không hiểu tại sao như vậy. Nó biết đồng tính có nghĩa là gì, nhưng đó không phải là điều nó nghĩ về bản thân mình. Jenny và chồng chị đã nhiều lần nói về khả năng Stephen sẽ là người đồng tính khi nó lớn lên. Vì vậy câu hỏi đã không đến như một cú sốc. Chúng tôi đã nói nhiều về chuyện đó và cảm nhận của chúng tôi đối với nó chỉ giải thích Chúng tôi biết chúng tôi chẳng làm gì để thay đổi tình hình Vì vậy khi biết rằng sự thể sẽ như thế Mục tiêu của chúng tôi là chúng tôi làm thế nào Để biến đó thành chuyện càng dễ dàng cho thằng bé càng tốt Khi Jenny hiểu ra mọi chuyện trong lúc ở phòng con trai Thách thức đầu tiên là giúp Stephen cảm thấy nhẹ nhõm về tình trạng giới tính của nó Điều Jenny đã làm khi nói với thằng bé rằng Trong nhất thời nó có thể không biết liệu mình đồng tính hay không nhưng nó sẽ hiểu cảm giác của mình một cách tỏ tường hơn khi nó lớn lên và rồi họ nói về việc nó có thể đối mặt như thế nào với sự treo chọc vốn chủ yếu đến từ một đứa con trai trong lớp stephen muốn đơn giản là phớt lờ những lời chửi rủa Jenny nói nhưng sự quấy nhiễu đã không dừng lại vì phải sau đó chúng tôi đã nói về một chiến thuật khác đó là đối mặt với đứa đang quấy rối bằng câu nói đúng tôi đang hạnh phúc đấy còn cậu thì sao vào khoảng thời gian Jenny và con trai có cuộc trò chuyện thứ hai và trước khi stephen có cơ hội tự mình đối mặt với đứa bạn cùng lớp một giáo viên tình cờ nghe được vụ trêu chọc đã báo cáo với giáo viên chủ nhiệm Người này đã gọi Stephen và người hành hạ cậu bé vào văn phòng. Nói để anh biết, Jenny giải thích. Mặc dù Stephen cực kỳ không thoải mái khi bước vào văn phòng của thầy chủ nhiệm và bắt tay giải hòa với cậu bé kia, nó đã khiến vụ trêu chọc dừng lại. Năm lớp 10, Stephen lại nói với mẹ về khả năng cậu bị đồng tính. Jenny nhớ lại. Nhưng mãi đến khi về nhà mừng lễ tạ ơn sau khi vào đại học năm đầu tiên, nó mới nói với chúng tôi rằng nó thật sự đồng tính. Điều này vốn đã luôn không thành vấn đề với chúng tôi và chúng tôi thật sự vui khi Stephen thấy thoải mái với chính mình. Anh có thể khuyến nghị một vài nguồn trợ giúp chống lại sự bất nạt không? Như mọi phụ huynh đều biết, sự bất nạt là một vấn đề hầu như không bị giới hạn trong số những trẻ em đồng tính hoặc bị nghĩ là đồng tính. Bởi vậy có nhiều nguồn trợ giúp ở ngoài kia, bao gồm bao website hữu ích sau đây. www org Chứa những thông tin và những tham khảo dành cho các em thiếu niên bị bắt nạt. www.bullycoach.com Là một nguồn tham khảo tuyệt vời cho những phụ huynh và thầy cô đang tìm kiếm lời khuyên và thông tin về cách can thiệp trong những trường hợp bắt nạt. vkfvkfke.sepscollision.org cung cấp thông tin chuyên về sự bắt nạt do thái độ bài đồng tính. Tôi phải nói chuyện thế nào với phụ huynh khác về đứa con đồng tính của tôi? Nếu bạn không thoải mái để nói về đứa con đồng tính của mình, thế thì bạn có thể chọn cách hoàn toàn tránh nói về điều đó. Việc này có thể sẽ dễ dàng khi con bạn còn nhỏ, nhưng sẽ khó khăn hơn khi thằng bé hay con bé đã lớn và đang hẹn hò hoặc đã lập gia đình với một người yêu cùng giới. Nếu bạn muốn nói một cách thành thật với những phụ huynh khác về con của bạn, thế thì tôi gợi ý hãy làm điều đó một cách giản dị như thể bạn đang nói về một đứa trẻ dị tính vậy. Nếu bạn nói với vẻ xấu hổ, mọi người sẽ phản ứng bằng sự ngượng ngùng hoặc bằng cảm giác thương tiếc cho bạn. Nếu bạn nói về chuyện đó như thể đó không phải là chuyện to tát và với một cảm giác tự hào, có nhiều khả năng là các bạn của bạn cho rằng họ không có những tính điều bài đồng tính quá gay gắt sẽ đáp lại bằng thái độ tương tự. Mẹ tôi thật sự đã đánh phật với chuyện này trong nhiều năm trước khi tất cả anh chị em họ của bà biết rằng tôi đồng tính mẹ tôi là con một nhưng lớn lên trong một đại gia đình nhập cư bà đã sớm có kinh nghiệm với quá trình này quá trình tiết lộ sự thật rằng bà là mẹ của một gã đồng tính vốn đã thật sự khiến bà bị trao đảo nhưng càng làm cho bà thêm quyết tâm không che giấu chuyện đó sự việc xảy ra tại bữa tiệc mừng lễ tạ ơn của gia đình mà tôi không tham dự không lâu sau khi quyển sách đầu tiên của tôi được xuất bản tôi biết mẹ tôi đủ để hiểu rằng bà có thể đã bị giằng xé giữa niềm kiêu hãnh với việc con trai đã xuất bản một quyển sách và nỗi sợ về những phản ứng của các anh chị em họ của bà đối với chủ đề của quyển sách vốn là một cảm năng hướng dẫn cho các cặp đồng tính nam cuối cùng niềm kiêu hãnh đã thắng và giữa bữa tiệc mẹ đã giới thiệu về quyển sách và đưa nó cho một người em họ người này lại truyền cho người khác quyển sách đã được truyền quanh bàn với lời bình luận của một người duy nhất trong đó có từ thằng bd khi kể cho tôi về cảm giác đó tôi có thể nói rằng mẹ tôi đã bị bẻ mặt bối rối giận dữ nhưng cuối cùng đã trở nên táo bạo và theo thời gian mẹ tôi đã tiến xa tới mức độ bà không bao giờ do dự khi nói rằng con trai bà đồng tính đã có bạn đời và đã viết nhiều quyển sách về người đồng tính tôi biết thoạt đầu đây không phải là chuyện dễ dàng với bà nhưng tình yêu của một người mẹ dành cho đứa con tình yêu của bà dành cho tôi đã đánh tan mọi nỗi lo lắng về việc người ta có thể nghĩ gì về bà hoặc về tôi tôi rất tự hào về mẹ tôi và tôi nghĩ rằng bà đã nên một tấm gương tốt cho tất cả các bậc cha mẹ có con đồng tính các con tôi chơi đùa với những đứa trẻ của cha mẹ là người đồng tính được không được để hiểu thêm hãy xem vài câu hỏi cuối ở chương 3 hẹn hò kết hôn và con cái anh trai em gái tôi đồng tính anh ấy cô ấy có ảnh hưởng xấu đến con tôi không không nếu có anh trai hoặc em gái của bạn có thể là một nguồn ảnh hưởng tốt có khả năng là việc có một người gì hoặc chú đồng tính sẽ giúp cho con bạn có cái nhìn cởi mở và chấp nhận sự khác biệt tôi nghĩ rằng đó từng là kinh nghiệm của đứa cháu gái và hai cháu trai của tôi lớn lên bên cạnh những ông chú đồng tính là tôi và người yêu của tôi chúng dường như không thấy lúng túng với chủ đề người đồng tính và cháu gái của tôi đã gần như trở thành một chuyên gia và đó không phải là chuyện mới xảy ra khi cháu gái tôi được 13 tuổi con bé gọi điện hỏi tôi có thể đưa nó đến một cuộc diễu hành khổng lồ vì quyền người đồng tính được dự kiến sẽ diễn ra ở washington dc vào năm 2000 tôi đã không dự định đi nhưng tôi không thể nói không với con bé người mà trong suốt cuộc diễu hành đã đối đáp một cách láo lĩnh những câu hỏi từ một nhóm những phụ nữ đồng tính lớn tuổi hơn vốn hiếu kỳ về lý do con bé muốn được đến cuộc diễu hành. Rachel giải thích rằng, con bé nghĩ điều quan trọng là phải lên tiếng và đứng vào hàng ngũ những người tranh đấu vì quyền bình đẳng. Tôi có thể tìm thêm thông tin chuyên dành cho các bậc phụ huynh ở đâu? Hội cha mẹ, thân nhân và bạn bè của những người đồng tính nam và nữ, PFLAG. Là một tổ chức phi lợi nhuận với hàng trăm phân hội và chi nhánh trên khắp Hoa Kỳ và một vài nơi ở hải ngoại. Bằng việc trở thành thành viên và tích cực tham gia vào, bạn có thể gặp gỡ những cha mẹ của những người đồng tính khác website của họ, picketpicketpicket.pfleg.org. Có những thông tin về những quyển sách hữu ích và những lời gợi ý cho việc làm thế nào để tham gia. Để khởi sự một phân hội nếu ở gần đó không có, và làm thế nào để tìm kiếm những tổ chức khác dành cho cha mẹ của những người đồng tính nam và nữ. Để có thêm nguồn tham khảo, bao gồm một danh mục những quyển sách cung cấp nhiều thông tin. Hơn là tôi có thể đưa ra trong quyển sách này. Xin hãy lật qua chương tiếp theo. Lời cảm ơn đặc biệt một trong những niềm vui của sự già đi là cơ hội để nhìn thấy con của bạn lớn lên. Với Rowan Baddle, tôi đã có cơ hội đó, nhưng thậm chí tuyệt vời hơn nữa, Rowan và tôi trở thành bạn bè và đồng nghiệp của nhau. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên khi tôi làm việc với mẹ của Rowan, chú Sondra, tại văn phòng của một chính khách địa phương ở Queens, New York, năm 1984. Rowan khi ấy 12 tuổi. Đến năm 2007, Tôi quen là một phụ nữ trẻ với tấm bằng thạc sĩ về hoạt động tình dục ở người. Tôi còn là một nhà giáo đầy kinh nghiệm và gần đây là tác giả của quyển sách đầu tay Doing It Right, một cẩm nang hướng dẫn hoạt động tình dục cho người trẻ trưởng thành. Trùng hợp thay, tôi lại tình cờ cần đến sự giúp đỡ của một người có những kỹ năng của Rowan. Simon Poonch đang lên kế hoạch xuất bản một ấn phẩm mới của quyển sách này và tôi hy vọng tìm được một chuyên gia và tình dục để giúp tôi hoàn thành công việc và đảm bảo một kẻ không chuyên như tôi đã làm tốt nó. Tôi hỏi Ronwen, "Là liệu cô có thể giúp không?" Và tôi đã rất may mắn khi được cô nói "Ừ". "Vì vậy xin cảm ơn cô Ronwen, vì cái cơ hội được làm việc với cô, vì đã mang cái nhìn sắc sảo, lời nói chân thành và sự tinh thông của cô vào những trang viết của tôi." Tôi không biết ở chỗ nào mà ngôn từ của tôi dừng lại và của cô bắt đầu và ngược lại. Và đó là kiểu cộng tác mà mọi người viết đều mơ ước. Để biết thêm về Rowan và tác phẩm của cô, hãy truy cập website www.doingitrightbook.com Lời cảm ơn Tôi vô cùng biết ơn Miriam Asuler vì đã tìm một nhà xuất bản mới cho lần ra mắt thứ hai của quyển Đồng tính thì đã sao. Và tôi cũng biết ơn những biên tập viên tại Simon Pool, trong đó có Bethany Book, Michelle Nagler và Sangeeta Mehta đã đề nghị về nhà xuất bản đó xin gửi lời cảm ơn đến các trợ lý biên tập caroline apey và michel de rosario đã có sự quan tâm về chuyên môn trong nhiều chi tiết của quá trình xuất bản đối với ấn bản đầu tiên tôi mang ơn sen o'connor vì sự đề cử quyển sách này trước hết joey fortino vì lời gợi ý rằng tôi phải là người viết nó và người đại diện của tôi roy harris đã khích lệ tôi làm điều đó đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến những người đã đóng góp những câu hỏi và những suy nghĩ và hoặc mang lại sự giúp đỡ ủng hộ và hoặc lời khuyên gồm có Dus Akoi, Cô tiến sĩ Betty Berrizon, Sonlai Puri, Dupé Cohen, tiến sĩ Former, tiến sĩ Richard Harris, Rachel Katz, Lancy Logenberg, r Buckler, Lewis, Mauro and Rian Marcus, Jonah Delis, Stephen Milioti, Stuart Trier, Jonathan Swatch, và cũng xin gửi lời cảm ơn đến những người đã đọc toàn bộ hoặc một phần bản thảo và đưa ra những lời khuyên giải và bình luận quý giá đó là tiến sĩ Leslie Pogen, Kay Chiego, Caroline Cutler, Cynthia Smith, Arlene Asperth đã qua đời, Laura và John Foster, Kevin Jennings, Beth Ruffinger, Heidi Kast, Nancy Coruzzi, Russell Klepotic, Chris Minet and Richard Marcus, Ryan McNaught, Philip Turos, Pamela Wilson và Evan Watson. Tôi đặc biệt cảm ơn bạn tôi, Bob Weiss, đã đưa một nhãn quan sắc bén và sự phê bình thấu đáo của anh vào những trang ấn bản mới này. Và như thường lệ, tôi xin gửi lại cảm ơn đến người bạn đời của tôi, Bunny Raffinger, vì tình yêu và sự ủng hộ kiên định của anh.